thần y trở lại, Ngô Bình. Có một người phụ nữ ngồi trước mặt hắn, cô ấy nói, sư đệ, không ngờ Lý Thị lại có một nhân vật tài giỏi như thế. Trường ấn ban nãy có chứa thần lực hư không đấy, nếu chúng ta không né được là con thuyền nổ tung rồi. Lý Ngạo Tiên trầm giọng nói, sư tỷ, em không nuốt trôi cục tức này được, em phải giết nó. Người phụ nữ thở dài nói, người có tài như vậy thì cậu nghĩ mình có đấu lại được không? Tuy là thiên tông của mình là tông phái hạng nhất, nhưng có nhiều thế lực mạnh hơn chúng ta lắm. Vì thế khi chưa biết người đó là ai, cậu đừng ra tay liều lĩnh. Lúc này, cả hòn đảo đều nhao lên. Xem ra tin đồn là thật, sư tổ của Lý Huyền Bình là chân tiên đấy, không thì sao cậu ta dám ngông nghênh bắt Lý Ngạo Tiên rời thuyền đi chỗ khác như thế. Ừm, Lý Huyền Bình này ghê thật, tốt nhất chúng ta đừng chọc vào cậu ta. Ban nãy là tiên thuật à chắc tu vi của Lý Huyền Bình cũng do vị chân tiên kia truyền thụ cho đấy. Kiểu này có hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ rồi, nhưng xem chừng Lý Ngạo Tiên kém hơn Lý Huyền Bình rồi. Thấy con thuyền kia đã bay ra xa, Ngô Bình bay về phía nó, anh muốn xem Lý Ngạo Tiên này có lai lịch thế nào. Con thuyền trôi nổi trên không, chợt có một người đáp xuống rồi nói, Lý Huyền Bình xin gặp. Nghe thấy có giọng nói, người phụ nữ bước ra bong thuyền, cô ấy mặc váy xanh, dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý, tu vi cũng rất cao, đã ở cảnh giới hư tiên rồi. Cậu là, cô gái lịch sự chào Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, tôi là Lý Huyền Bình đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ. Cô gái nghe thấy thế thì kinh ngạc rồi vội hành lễ, ra ra người của Tiên Điện Thiên Võ, Hàn Linh Vi có lời chào. Ngô Bình, ra là Hàn tiên tử, không biết tiên tử thuộc môn phái nào. Hàn Linh Vi cười đáp, tôi là đệ tử của La Thiên Tông. Ngô Bình ồ lên một tiếng, ban nãy thuyền của các cô tre mất ánh sáng ở chỗ tôi. Lúc này, Lý Ngạo Tiên cũng đi ra, nghe thấy giọng của Ngô Bình, hắn méo miệng nói, anh bá đạo quá đấy. Ngô Bình liếc nhìn hắn rồi nói, làm sao, anh không phục hả? Lý Ngạo Tiên cũng định cãi lại vài câu nhưng không dám, vì tiên điện thiên võ là một thế lực rất lớn, La Thiên Tông không thể bị kịp. Hàn Linh Vi không giận mà nói, không biết cậu ở dưới, chúng tôi đắc tội rồi. Ngô Bình ừm một tiếng, cô nói chuyện dễ nghe đấy. Audio điện tử võ tấn bền. Anh quan sát cô gái một lát rồi nói, hình như tu hành của Hàn tiên tử có vấn đề đúng không? Hàn Linh Vi ngạc nhiên hỏi, mời cậu vào trong nói chuyện. Lần này, đến Lý Ngạo Tiên cũng không được vào, chỉ có Ngô Bình và Hàn Linh Vi ở trong phòng. Cậu có thể phát hiện ra vấn đề trong tu hành của tôi ư? Ừ, Hàn Linh Vi hỏi với vẻ căng thẳng đúng là cô ấy đang gặp vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Cô ấy đã nhờ nhiều cao nhân giúp, nhưng ai cũng bó tay. Ngô Bình gật đầu, thần cung của cô tâm tối, vô cùng thiếu tự tin nên khi tu luyện chắc chắn luôn thấy lo sợ lôi kiếp sẽ đến rồi mọi thứ tan thành mây khói. Nỗi sợ này đã ảnh hưởng đến việc tu hành của cô, sau đó hóa thành tâm ma. Cùng lắm mà nửa năm nữa, cô sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó thì ta tai họa cùng đến tìm cô một lúc, khiến cô hồn bay phách tán. Hàn Linh Vi run lên sợ hãi rồi nói, cậu nói đúng rồi, vì tôi đã là hư tiên gần 300 năm, tam tai sắp đến gần nên tôi rất lo sợ. Gần một năm nay, cảm giác sợ hãi ấy ngày càng mãnh liệt, tôi sắp mất khống chế rồi. Ngô Bình, ừm, đó là vì cô không tự tin, do nền móng yếu nên không chiến thắng được nó. Hàn Linh Vi thở dài nói, ngày xưa, tôi đã dùng một cách khá tiêu cực để đột phá lên thiên tiên. Tuy đã thành công nhưng nền móng không chắc, chỉ như một ngọn cỏ dại, chỉ cần gió lớn thổi tới sẽ bị bay mất. Cô ấy vội hỏi, cậu Lý có thể nhìn ra vấn đề của tôi, không biết có cách gì giúp tôi không? Ngô Bình cười nói, cách thì có, cô sợ vì thiếu tự tin. Chỉ cần chuẩn bị đủ những thứ để đối mặt với Tam tai thì cảm giác lo sợ ấy tự khắc biến mất thôi. Hàn Linh vi cười trừ, chỉ có đại giáo mới có cách để đối phó với Tam tai, tuy La Thiên tông của chúng tôi cũng có các pháp khí và đan dược, nhưng chưa đến lượt tôi sử dụng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tam tai mà cô cần phòng bị gồm thiên lôi, âm hỏa và nghiệp phong. Cô mới thành hư tiên nên sẽ đối mặt với thiên lôi đầu tiên. Hàn Linh Vi gật đầu, đúng, cứ 300 năm sẽ có một kiếp nạn, đầu tiên sẽ là thiên lôi. Ngô Bình, cô có thể uống cửu lôi kiếp đan để hóa giải thiên kiếp. Ngô Bình đã từng luyện chế cửu lôi kiếp đan, nó không chỉ có tác dụng với cảnh giới địa tiên đối phó với lôi kiếp, mà còn ứng phó được với cả thiên kiếp nữa. Hàn Linh Vi cửu lôi kiếp đan ư, ở tiên giới có người bán đấy, nhưng giá cao lắm, hơn nữa chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá thôi, mà nó vừa xuất hiện thì sẽ có nhiều đại giáo lớn mua ngay, nói chung không tới lượt tôi. Ngô Bình bật cười nói, tôi đã mở truyền thừa huyết mạch của lão quân nên cũng biết về đan đạo. Tôi có thể thử luyện chế cửu lôi kiếp đan. Hàn Linh Vi ngẩn ra, sau đó mừng rỡ nói, cậu có thể luyện chế đan dược ấy ư. Ngô Bình gật đầu, tôi chắc chắn khoảng 70%. Hàn Linh vi cúi lại nói, xin cậu luyện chế một viên cho tôi. Chúng ta có thể bàn bạc giá cả. Ngô Bình cười nói, Hàn tiên tử, không biết cửu lôi kiếp đan ở tiên giới có giá thế nào. Hàn Linh Vi, ít nhất là 20.000 tiền báu. Ngô Bình nói, ừm, chúng ta coi như là bạn rồi, nếu tôi luyện chế thành công thì chỉ lấy của cô đúng 20.000 thôi. Hàn Linh Vi mừng rỡ, nhiều năm qua cô ấy đã tích được khá nhiều tiền, nếu chỉ là 20.000 tiền báu thì vô tư. Cảm ơn cậu Lý, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu. Ngô Bình cười nói, Hàn tiên tử đừng khách sáo, à tiên tử quen Lý Ngạo Tiên à. Hàn Linh Vi nói, đó là sư đệ của tôi, quan hệ cũng khá thân thiết. Lần này, cậu ấy xuống hạ giới để tranh vị trí tông chủ, tôi đến để hỗ trợ. Ngô Bình, trùng hợp thế, tôi cũng muốn làm tông chủ, Hàn Linh Vi cười nói, nếu thế thì đương nhiên Lý Ngạo Tiên không thể tranh với cậu được. Điều Ngô Bình muốn chính là câu nói này, ừm, tiên tử gọi anh ta vào đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Lý Ngạo Tiên đi vào, nhưng không thèm nhìn Ngô Bình mà nói với Hàn Linh Vi, sư tỷ. Hàn Linh Vi, sư đệ, cậu Lý đây là thiên tài của tiên biện thiên võ, cậu không tranh được vị trí tông chủ với cậu ấy đâu. Lý Ngạo Tiên suýt nữa tức nổ phổi, sư tỷ, tại sao chứ? em đã phải chuẩn bị cả ba năm cho ngày hôm nay đó hàn linh vi lạnh mặt nói sao cậu định không nghe lời tôi hả lý ngạo tiên kìm chế cơn giận rồi nói nhưng em không thể hiểu được ngô bình cười lạnh nói có gì đâu mà anh phải đắn đo thế thực lực của anh kém tôi hấu thuẫn cũng thua tôi tiền đồ không sáng bằng tôi thế anh định tranh với tôi kiểu gì lý ngạo tiên tức giận nói cảnh giới của tôi cao hơn anh thế à Ngô Bình cười lạnh, cảnh giới cao thì có tác dụng quái gì, tôi chỉ cần ba chiêu là đánh bại anh. Nếu anh không phục thì chúng ta tỉ thí. Nếu tôi không thể đánh bại anh trong ba chiêu thì tôi sẽ dâng trước tông chủ cho anh bằng cả hai tay, được chưa? Lý Ngạo Tiên lay động, dẫu sao hắn cũng là tiên quân bất tử. Còn Ngô Bình thì khí tức còn chẳng có nguyên anh, chứng tỏ chưa đến cảnh giới chân quân. Tuy ban nãy, anh tung ra một thủ ấn lư không rất đáng sợ, nhưng thế thì đã sao? Với tài năng của Tiên Quân bất tử thì hắn có thể giết chết Ngô Bình ngay. Được, là anh nói đấy nhé, hắn trầm giọng nói. Ngô Bình, từ từ đã, tôi còn phải ra thêm điều kiện, nếu anh thua thì định thế nào? Lý Ngạo Tiên hừ lạnh nói, tôi mà thua thì tùy anh xử trí. Ngô Bình, thế thì nói làm gì? Thế này đi, nếu anh thua thì sau này phải làm đàn em của tôi, tôi bảo sao thì anh phải làm vậy. Lý Ngạo Tiên cười khẩy nói, được Tôi thua thì sẽ làm thuộc hạ cho anh. Ngô Bình, được rồi, ra đây với tôi. Hai người bay ra ngoài rồi đứng trên mặt biển, Hàn Linh Vi cũng đi theo, thật ra cô ấy thấy hơi lo lắng, nếu một trong hai người kia bị thương thì cô ấy phải ra tay ngay, ngăn cản họ liều mạng chiến đấu. Lý Ngạo Tiên đứng sừng sững trên không trung, khí tức của tiên quân bất tử bức người, hắn lạnh giọng nói, chắc anh chưa được biết thế nào là cảnh giới bất tử đúng không? Ngô Bình thờ ơ nói, nói linh tinh vừa thôi, ra tay đi. Quỳnh. Lý Ngạo Tiên vung tay lên rồi chộp một cái, Ngô Bình thấy tim mình đau nhói, không ngờ hắn có thể chộp chúng tim mình khi hai người đang ở cách xa nhau. Nhưng ngay sau đó, sức mạnh của Lý Ngạo Tiên đã bị hóa giải, hỗn nguyên tiên lực của Ngô Bình rất đáng sợ, một khi nó khởi động thì sẽ phá nát mọi sức mạnh xâm nhập ngay. Lý Ngạo Tiên rất kinh ngạc, hắn thất bại rồi ư đúng lúc này đã có một quyền ấn xuất hiện rồi ngự ngay trên mặt lý ngạo tiên phụt lý ngạo tiên không thể ngờ tốc độ của con người có thể nhanh đến vậy đã thế còn mạnh khủng khiếp sức mạnh ấy thông qua mặt rồi đánh vào tận trong cơ thể hắn khiến tiên lực của hắn bị áp chế sau đó lại có một bàn tay bóp cổ hắn rồi nhấc bổng hắn lên cao sau đó giọng nói của ngô bình vang lên là tôi đánh giá anh quá cao cứ tưởng anh sẽ trụ được khoảng ba chiêu Lý Ngạo Tiên sướng sở nói, không thể nào, tôi là tiên quân bất tử, cao hơn anh mấy tầng cảnh giới cơ mà. Ngô Bình cười khẩy, tướng quân cũng có chức vị cao hơn binh sĩ nhiều, nhưng vẫn có binh sĩ chém chết được tướng quân đấy thôi. Lý Ngạo Tiên cúi đầu xuống nói, tôi thua rồi. Ngô Bình thả hắn ra rồi nói, tư chất của anh cũng không đến nỗi, sau này hay đi theo tôi. Lý Ngạo Tiên nhăn mặt như bố mẹ mất, nhưng không còn cơ hội để hối hận nữa. Ngô Bình vỗ vào mặt hắn rồi nói, tuổi thân cái gì, anh cũng là con cháu của Lý thị, lẽ nào không thấy tôi có gì lạ hay sao? Nói rồi, anh phóng khí tức huyết mạch Lý thị ra. Khí tức này lập tức khiến Lý Ngạo Tiên cảm thấy mình cần phải hành lễ với Ngô Bình, hắn kinh hãi nói, sức mạnh huyết mạch của Lý thị. Anh là Nhân Vương ư? Hàn Linh Vi cũng choáng váng, trước đó cô ấy chỉ nghĩ Ngô Bình là thiên tài thôi, không ngờ anh đã là Nhân Vương rồi ngô bình tôi đã nhận được truyền thừa của lão quân anh còn thấy tuổi khi đi theo tôi nữa không lý ngạo tiên lập tức phấn chấn đôi mắt sáng lên rồi quỳ xuống run rẩy gọi thánh tổ trong một dòng tộc nếu anh mở được sức mạnh huyết mạch của tổ tiên thì sẽ được gọi là thánh tổ ngô bình đứng dậy đi lý ngạo tiên đứng dậy rồi nói cảm ơn thánh tổ ngô bình chuyện tôi là nhân vương anh đừng nói cho ai khác biết lý ngạo tiên vâng ngô bình hỏi còn đối thủ nào cạnh tranh trong đại hội này không lý ngạo tiên còn ạ à, tôi chỉ đứng thứ hai trong cuốn sách kia thôi bên trên còn có một thiên tài tên là lý thanh đế người này có lai lịch thần bí nghe đâu là tán tu người đứng thứ ba là lý hạo đệ tử của long hư sơn cũng khá là mạnh ngô bình gật đầu ừm xem ra lý thị chúng ta có không ít thiên tài nhỉ lý ngạo tiên thánh tổ Tôi muốn tranh vị trí tông chủ là vì muốn mượn đó để vào tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình, sao? Thành tông chủ rồi thì được đến đó à? Lý Ngạo Tiên gật đầu, nếu trở thành tông chủ thì ít nhất sẽ trở thành đệ tử chân truyền của tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình, tiên giáo này có quan hệ thế nào với Lý thị ta? Lý Ngạo Tiên, giáo chủ thời đầu của tiên giáo Thái Thanh là Thái thượng lão quân tổ tiên của Lý thị ta. Để bày tỏ lòng cảm kích với lão quân hàng năm thần giáo đều thu nhận các thành viên của lý thị vào tiên giáo thái thanh nếu thánh tổ đã mở được huyết mạch của lão quân thì đến đó rồi kiểu gì cũng được làm đệ tử tinh anh họ có thực lực thế nào lý ngạo tiên mạnh lắm ạ à. họ là một trong các thế lực lớn của tiên giới cả khu vực đều được lão quân khai phá đến đại thiên tôn cũng không dám làm gì tiên giáo thái thanh ngô bình thế thì đúng là mạnh thật lý ngạo tiên thánh tổ chỉ có ai mở được huyết mạch của Lý thị thì mới tu luyện được các công pháp cao cấp của Tiên giáo Thái Thanh. Vì thế, các nhân vật nòng cốt của tiên giáo đều mang họ Lý. Ngô Bình cười nói, vậy thì Lý thị chúng ta nắm quyền ở đó à? Lý Ngạo Tiên, có thể nói vậy cũng được. Sau đó, Hàn Linh Vi đã mời hai người họ vào trong trò chuyện. Hàn Linh Vi cười nói, thực lực của cậu Lý mạnh quá, sư đệ Ngạo Tiên cũng là thiên tài của môn phái mà cũng không đỡ nổi một quyền của cậu ngô bình tôi là nhân vương nên chính tôi đã là một cảnh giới mạnh rồi có gì lạ đâu hàn linh vi bảo người mang trà bánh lên đó đều là đồ của tiên giới ngô bình ăn thấy ngon nên xin hàn linh vi thêm một ít để mang về cho người nhà hàn linh vi rất hào phóng lập tức sai người chuẩn bị cả túi lớn cho ngô bình mang về rời khỏi đó rồi ngô bình về cung điện của mình anh vừa về thì đã thấy có cả đống người đến chào hỏi cậu huyền bình một người trong số đó lịch sự nói với Ngô Bình, tôi thay mặt cho 150 thành viên của Lý Thị bày tỏ lòng trung thành với cậu. Sau đó, lại có người khác nói, cậu Huyền Bình, tôi thay mặt cho 13 con cháu của Lý Công bày tỏ lòng trung thành với cậu. Thì ra những người này thấy Ngô Bình có sức mạnh khủng bố, hơn nữa lại tinh thông luyện đan, lại là đồ tôn của chân tiên nên đều đổi ý và quay sang bỏ phiếu cho anh. Ngô Bình cười nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi có ít sinh mệnh đan đây, tôi sẽ cho mỗi người 10 viên. Ai nấy đều mừng rỡ, sau đó xếp hàng chờ Long Vệ chia đan dược cho. Ngô Bình đã giết rất nhiều tà ma nên luyện được cực nhiều sinh mệnh đan, giờ đến lúc dùng tới rồi. Các Long Vệ thống kê lại thì thấy có 1.515 người đến lấy sinh mệnh đan. Đương nhiên, đấy là chưa tính các thương nhân và người trong giang hồ ủng hộ Ngô Bình. Ngô Bình lại luyện thêm vài lò sinh mệnh đan nữa trong cung điện không biết trời đã tối từ khi nào, tối nay chính là cơ hội tốt để các thành viên của Lý Thị giao lưu với nhau. Ngô Bình cũng không ngoại lệ, anh bảo Lina chuẩn bị hơn chục bàn tiệc để ai đến cũng có thể nhập tiệc. Đột nhiên có một long vệ tới báo, cậu chủ, có một ông ăn xin một mình chiếm hẳn một bàn, ra vẻ lắm ạ. Ngô Bình vừa nghe đã thấy kỳ lạ, ăn xin ư. Kệ cho ông ta ăn, hết đồ ăn thì lại mang lên tiếp. Nửa tiếng sau, Long vệ lại đến báo, cậu chủ, người đó bảo ăn không no được ngô bình ngẩn ra ăn bao nhiêu rồi bốn bàn tiệc rồi ạ à. long vệ nói có cần đuổi ông ta đi không ạ à? ngô bình cười lạnh cậu bảo lina nướng thịt thú mà tôi chuẩn bị đi để tôi xem ông ta ăn được bao nhiêu long vệ lui xuống nửa tiếng nữa lại chạy đến báo cậu chủ hình như người đó ăn no rồi giờ đòi gặp cậu chủ ngô bình ừm một tiếng tôi cũng muốn gặp cái người có sức ăn khủng khiếp ấy anh đi ra bên ngoài cung điện thì nhìn thấy có một ông ăn xin mặt mày vàng vọt, dáng người thấp lùn, quần áo đầy mảnh vá đang ngồi một mình một bàn. Nhìn thấy Ngô Bình đi ra, ông ta cười nói, cậu chịu gặp tôi rồi à? Ngô Bình ngồi xuống đối diện ông ta sau đó quan sát rồi nói, ăn ngon không? Ông ăn xin cười nói, cũng được. Ngô Bình, ông muốn gặp tôi à? Ông ăn xin gật đầu nói, tôi đến để nhắc cậu một câu, cậu sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng tốt nhất trong đêm nay hãy rời khỏi đây, không thì đến mai muốn đi cũng không được. Ngô Bình cười lạnh nói, ông đang nhắc nhở hay đe dọa tôi đấy. Ông ăn xin cười phá lên, tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ nói vậy thôi. Ngô Bình, nói cho tôi biết người đe dọa tôi là ai đi. Ông ăn xin cười nói, có nói hay không thì có gì khác nhau đâu. Cậu và người đó vốn không cùng một thế giới. Ngô Bình, cứ nói đi, nếu đúng là người đó mạnh như vậy thì tôi rút luôn cũng được. Ông ăn mày gật đầu, "Được, nể tình cậu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi nên tôi sẽ tiết lộ một chút cho cậu." Ông ta ngập ngừng một lát rồi nghiêm mặt nói, "Người đó tên là Lý Thanh Đế, đã nhận được truyền thừa của Thanh Đế. Thế lực sau lưng người đó cậu không thể đối đầu được đâu." "Ngô Bình, truyền thừa của Thanh Đế ư? Không biết thực lực của người đó ra sao." Ông ăn xin, cảnh giới nhân vương ngô bình ờ một tiếng ra là nhân vương ông an xin sư phụ của người đó có thực lực rất mạnh nên cậu đừng dây vào ngô bình sư phụ người đó là chân tiên à ông an xin ngẩn ra nói chắc thế ngô bình sư phụ của người đó dám đối đầu với tiên điện thiên võ không ông an xin nghệt mặt ra sau đó trầm mặc rồi nói chắc là không tiên điện thiên võ là một thế lực rất lớn chân tiên cũng không dám động tới Ngô Bình, thế thì sao tôi phải sợ người đó? Ông ăn xin xứng người, cậu là đệ tử của tiện điện thiên võ ư. Ngô Bình lấy một tấm lệnh bài ra, đó là thứ mà ảo ảnh ông lão hiển linh ở tiên điện thiên võ đã đưa cho anh, đó cũng là thứ duy nhất chứng minh anh là đệ tử của nơi này. Ông ăn xin nhìn thấy tấm lệnh bài thì vội nói, đây là... Ngô Bình, tôi là đệ tử cuối cùng ở hạ giới mà tiên điện thiên võ thu nhận, ông về bảo với Lý Thanh Đế là giờ có hai lựa chọn, một là hợp tác với tôi, hai là cút. Ngô Bình đã biết tiên điện thiên võ là một nơi như thế nào thông qua nhóm chat của thiên kiêu bảo sách. Người ở nhóm đều là thiên tài, lực chiến đấu rất mạnh, nhưng đến chân tiên cũng không dám vớ vẩn với tiên điện thiên võ. Hơn nữa đệ tử của tiên điện thiên võ luôn rất hống hách và khoa trương, không màng đạo lý, chỉ có đọ nắm đấm. Ngô Bình làm vậy cũng coi như truyền thừa tính cách từ nơi này. Ông ăn xin ngẩn ra rồi thở dài nói, được, nhất định tôi sẽ chuyển lời đến lý thanh đế ngô bình ông tên gì ông ăn xin đã ngoan hơn hẳn sau đó lễ phép đáp tôi là lý sĩ thành là người trong giang hồ biết một chút về bói toán ngô bình cười nói ông biết gieo quẻ ư hay đấy gieo cho tôi một quẻ xem nào lý sĩ thành vội xua tay nói thôi tôi không dám lý sĩ thành vừa đi không lâu thì lại có một người thanh niên đến chào ngô bình Người này mặc đồ màu xanh, khoảng 20 tuổi, khí chất rất phi phàm. Khi hai người đứng một chỗ, Ngô Bình có thể dễ dàng cảm nhận được luồng khí tức Nhân Vương của người đó. Nhưng khí tức của Ngô Bình còn mạnh hơn người thanh niên, người này mới đột phá lên Nhân Vương, trong khi Ngô Bình đã ở cảnh giới Nhân Vương viên mãn rồi. Người này chính là Lý Thanh Đế, anh ta ngạc nhiên nói, anh cũng ở cảnh giới Nhân Tiên rồi ư? Ngô Bình, mời ngồi hai người ngồi đối diện nhau sau đó cùng quan sát người kia ngô bình mở lời trước lý thanh đế tại sao anh muốn làm tông chủ lý thanh đế tôi là tán tu nên muốn tìm một chỗ dựa vì thế tôi phải là tông chủ thì mới gia nhập tiên giáo thái thanh được ngô bình anh là nhân vương thì chứng tỏ rất mạnh kiểu gì các thế lực lớn chẳng mời chào lý thanh đế lắc đầu khác nhau chứ tôi đã mở huyết mạch của lý thị chỉ cần vào được tiên giáo thái thanh thì tôi có thể nhận được truyền thừa vô thượng của lão quân các thế lực khác đều coi trọng xuất thân dù tôi có giỏi đến mấy thì cũng không thể bì với thiên kiêu của họ được ngô bình ra là vậy lý thanh đế nhưng bây giờ tôi quyết định từ bỏ ngô bình hả vì tôi có xuất thân từ tiên điện thiên võ ư lý thanh đế cười nói đương nhiên là không tuy tiên điện thiên võ lợi hại thật đấy nhưng tôi không sợ đâu Tôi bỏ cuộc vì anh mạnh hơn tôi, tiềm lực của anh cũng lớn hơn tôi, Lý thị có một nhân tài như anh xuất hiện, tôi cũng thấy vinh hạnh. Ngô Bình, anh không muốn gia nhập Tiên giáo Thái Thanh nữa à? Lý Thanh Đế, muốn vào đó cũng không nhất thiết phải trở thành tông chủ, tôi chỉ cần thi triển thực lực nhân vương của mình thì cũng có thể được nhận, chỉ là trình tự sẽ hơi rắc rối một chút. Ngô Bình, lợi ích khi trở thành tông chủ đâu chỉ có vậy. Lý Thanh Đế, sao cơ? Ngô Bình, linh khí ở hạ giới đang hồi phục, không gian gặp mở ra, nếu có thể trở thành tông chủ của Lý Thị thì chẳng khác nào có thêm 100 triệu người ủng hộ sau lưng mình, tôi sẽ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia với họ. Lý Thanh Đế, có thêm nhiều người ủng hộ thì sao nào? Ngô Bình, có thêm sự ủng hộ của họ, sau đó tôi thành thần tiên thì anh nghĩ tôi sẽ mạnh đến đâu? Lý Thanh Đế ngẩn ra, sư phụ tôi là thần tiên, nhưng chưa từng nhận được đến chục triệu người nhang khói ủng hộ, Ngô Bình, hai chúng ta cùng một dòng tộc, nếu anh nhường vị trí tông chủ cho tôi thì đương nhiên tôi sẽ có quà cảm ơn anh. Ngô Bình búng tay, một luồng sức mạnh thần kỳ chui vào người Lý Thanh Đế. Ngay sau đó, anh ta đã cảm thấy người mình có thêm một năng lượng thần kỳ, đó là có thể tiến vào trạng thái lĩnh ngộ bất cứ lúc nào. Lý Thanh Đế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau đó bái lại nói cảm ơn anh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn này. Ngô Bình cười nói, có gì đâu, anh chỉ cần đừng hận tôi là được rồi. Lý Thanh Đế vội nói, không dám. Sau đó, anh ta lấy một cái ngọc bàn trong nhẫn chữ đồ ra rồi cung kính đưa cho Ngô Bình, "Anh Huyền Bình, đây là truyền thừa còn sót lại của Thanh Đế, sư phụ và tôi chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ của nó. Anh có tư chất hơn tôi nên chắc chắn sẽ có thu hoạch nhiều hơn." Ngô Bình thoáng ngạc nhiên nói, "Anh cho tôi lĩnh ngộ ư? Thứ này quý giá quá." lý thanh đế cười nói ngọc bàn này tôi chỉ cho anh mượn thôi khi nào đại hội kết thúc thì tôi sẽ đến lấy về trong thời gian này anh có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của anh thôi ngô bình cười nói cảm ơn anh ngô bình không khách sáo mà nhận luôn lý thanh đế ngồi thêm một lát rồi ra về tối đó lý thanh đế và lý ngạo tiên đã ngầm ủng hộ lý huyền bình lên làm tông chủ thông qua các thuộc hạ tin này vừa được tung ra mọi người đều vô cùng chấn động Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên đều ủng hộ Ngô Bình Ư. Chuyện gì thế này? Tất cả thời gian còn lại của tối hôm đó được Ngô Bình dùng để lĩnh ngộ nội dung trong chiếc ngọc bàn. Đây là truyền thừa của Thanh Đế nên có tên là Thanh Đế Kinh. Thanh Đế Kinh được viết bằng chữ thần thượng cổ nên rất khó đọc. Chữ thần này có một điểm đặc biệt là nếu không hiểu và lý giải được ý nghĩa của nó thì sẽ không thể ghi nhớ trong đầu được, có xem cũng vô dụng. Chỉ khi hiểu được ý cảnh mà nó biểu đạt thì mới có thể ghi nhớ nội dung để lĩnh ngộ thanh đế kinh, Ngô Bình đã điều động nhân cách thái thượng ra để dốc toàn lực. Thời gian cứ thế trôi qua, khi mặt trời ló dạng, anh chợt mở mắt rồi lẩm bẩm thanh đế kinh này thần kỳ thật. Đây không chỉ là một bộ công pháp, mà còn có nội dung liên quan đến y học và ý nghĩa của sinh mệnh, ngoài ra còn có luyện đan, luyện thuốc và ý nghĩa linh hồn. Có một đêm mà phải lĩnh ngộ biết bao nhiêu nội dung nên Ngô Bình đã mệt lả, anh lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau, Lý Dư đi vào báo, chủ nhân, bắt đầu bỏ phiếu rồi ạ. À. Hôm nay là ngày thứ hai của đại hội, 5.000 người sẽ cùng bỏ phiếu, mỗi người có 3 phiếu để chọn ra 100 nhân vật quan trọng. Có hơn chục cái hòm bỏ phiếu khổng lồ trên đảo, mỗi người đều nhận được 3 phiếu. Thời gian bỏ phiếu chỉ có một tiếng là từ 9 đến 10 giờ sang. Muốn bỏ phiếu cho ai thì chỉ cần viết tên người đó lên phiếu là xong. 10 giờ sáng, tất cả mọi người đã bỏ phiếu xong một đoàn người đến mở hòm phiếu ra rồi kiểm phiếu tại chỗ. Trước mỗi hòm phiếu đều có ba nhóm người ngồi ghi chép để tránh xảy ra sai sót. Nghe thấy tên của mình vang lên liên tục, Ngô Bình biết chắc chắn mình sẽ lọt top 100 này nên về nghỉ ngơi luôn. 2 giờ chiếu, Lý Dư lại đến báo, chủ nhân, người đang dẫn đầu với hơn 9.700 phiếu. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, người thứ hai là ai? Lý Dư là Lý Thanh Đế với hơn 1.500 phiếu, thứ ba là Lý Thừa Trạch với hơn 1.400 phiếu. Ngô Bình ngạc nhiên nói, Lý Thừa Trạch ư? Sao nghe tên quen thế nhỉ? Lý Dư cười nói, ông ấy là nhân vật lớn thứ ba cả nước hiện giờ ạ. Ngô Bình vỗ vào đầu mình, tôi nhớ rồi, nhưng sao ông ấy không có tên trong sách? Lý Dư chắc ông ấy khá kín tiếng. Sau đó, cậu ta nói tiếp, à chủ nhân... Người đã là nhân vật quan trọng của Lý Thị rồi nên chiều phải tham gia một buổi gặp mặt đấy ạ. À. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi, đến giờ thì gọi tôi. Vâng. Lý Dư đi rồi, Ngô Bình tiếp tục luyện quyền rồi đi tham dự buổi gặp gỡ. Địa điểm tổ chức buổi gặp nằm ở một khách sạn sang trọng 7 sao trên đảo. Ngô Bình dẫn Long Vệ đến cửa thì thấy người qua kẻ lại ở đây như mắc cười. Các nhân vật quan trọng của Lý Thị đều ăn mặc rất lịch lãm có mấy người đàn ông mặc trang phục thời đường đứng ở cửa, họ mỉm cười đón các nhân vật quan trọng đến, họ chính là người khởi xướng lên đại hội dòng tộc, hay chính là người tổ chức. Mấy người đó nhìn thấy Ngô Bình thì đều không người nói, chào cậu Huyền Bình. Ngô Bình đang nhận được số phiếu bầu cao nhất, hơn nữa còn khiến hai người đang được ủng hộ nhất là Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên phải nhượng bộ. Tuy họ đều là người có địa vị cao trong xã hội, nhưng vẫn biết mình còn thua xa tiềm lực của chàng trai này. Ngô Bình cười đáp, chào các vị. Sau khi hàn huyên đôi điều, anh được mời vào trong. Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên đều đã ở đây, thấy anh đến, cả hai bọn họ đều bước tới trò chuyện với anh. Ba nhân vật trong giới tu chân tụ tập một chỗ, lập tức khiến các nhân vật quan trọng yên tâm hẳn. Ba người này vui vẻ với nhau như vậy thì quá tốt rồi, điều này có lợi rất lớn với Lý Thị. Một ông lão tóc hoa dâm xuất hiện rồi nói, cậu Huyền Bình ngô bình nhìn ông lão này thì thấy rất quen sau khi nghĩ kỹ lại thì mới nhớ ra đây là một trong các trụ cột của thiên kinh ngô bình vội nói chào ông ông lão tên là lý kiến thiết tên bình thường nhưng con người không hề đơn giản chút nào lý kiến thiết cười nói huyền bình chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không ngô bình được thôi bên cạnh có vài phòng nhỏ ngô bình và lý kiến thiết đi tới đó ngồi lý thừa trạch đang chờ sẵn ở đây lý kiến thiết giới thiệu cho hai người làm quen sau đó nói thừa trạch huyền bình là niềm kiêu hãnh của lý thị chúng ta sau này lý thị có thể phất lên được hay không là nhờ cả vào cậu ấy ngô bình xua tay ông quá khen tôi nào được như vậy lý thừa trạch cười nói huyền bình nghe nói sư tổ của cậu là chân tiên à ngô bình đáp đúng lý thừa trạch và lý kiến thiết nghe xong thì vẫn chấn động tuy họ đã biết chân tiên lữ thuần dương là ai rồi Lý Thừa Trạch nói, "Tôi nghe ngạo tiên bảo cậu còn là đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ." "Ngô Bình, có thể coi là vậy." "Lý Kiến Thiết, Huyền Bình, thật ra kế hoạch của bọn tôi không có cậu. Cậu chen ngang vào thế này đã làm loạn hết kế hoạch của chúng tôi, nhưng như thế cũng hay, có một thiên kiêu như cậu trấn thủ thì Lý thị mới có thể đứng vững trước sóng gió sắp tới được." "Lý Thừa Trạch, chúng tôi và Thanh Đế, ngạo tiên đã nói chuyện với nhau rồi, ai cũng nghĩ nên chuyển Lý thị sang thành một tông phái tu hành." tạm thời lấy tên là Lý Môn. Những ai có tư chất tốt đều sẽ được gia nhập môn phái. Ngô Bình, nhưng mọi người có nghĩ đến chuyện cần bao nhiêu tài nguyên để thành lập môn phái không? Lý Thừa Trạch, chúng tôi có nghĩ chứ, cho nên chúng tôi đã có một cơ hội chọn tài nguyên trong quốc khố. Ngô Bình, vậy là quốc gia cũng tham gia vào công cuộc thành lập môn phái của Lý Thị ư? Lý Thừa Trạch cười nói, hai chúng tôi ở đây không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Ngô Bình gật đầu, Lý Môn có được lợi ích như vậy thì chắc cũng phải có nhiệm vụ gì đó. Lý Kiến Thiết nói, đương nhiên, Lý Môn phải tuân thủ quy định của đất nước và bảo vệ quyền lợi quốc gia. Nếu đất nước gặp chuyện thì chúng ta phải hỗ trợ. Lý Thừa Trạch nói, Huyền Bình, cậu còn bấm ra được gì khác không? Ngô Bình, 150 năm tới, thực lực của Viêm Long sẽ không ngừng tăng lên. Sau đó, sẽ có hơn 300 năm bấp bênh, may là nền tảng của nước ta vững chắc nhưng 500 năm sau đó sẽ tăng trưởng vượt trội, thế lực của nước viêm quốc sẽ không còn hạn chế ở hạ giới nữa. 200 năm cuối cùng thì vận mệnh quốc gia suy yếu và sụp đổ. Lý Kiến Thiết Cảm Thán nói, cậu nói giống hệt những người trước đó, nhưng thông tin của cậu chi tiết hơn. Không ngờ cậu còn là cao nhân gieo quẻ đấy. Ngô Bình, quyết định của hai người là đúng đắn, chúng ta nên giảng quốc lý môn với quốc gia, như sẽ mới phát triển lâu dài được. Lý Kiến Thiết gật đầu, đúng vậy, chúng tôi tìm cậu cũng để bàn chuyện này đây ngô bình tôi đồng ý hai người kia đưa mắt nhìn nhau lý thừa trạch nói huyền bình còn một việc nữa lý môn có tài nguyên rồi nhưng không có công pháp tu chân theo hệ thống cậu có cách gì hay không ngô bình cười nói chuyện này đơn giản tôi sẽ lên giáo án tu hành cho các đệ tử của lý môn đảm bảo không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều nhân tài nổi lên hai người kia mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn Đúng lúc này, chợt có tiếng ồn ào ở bên ngoài, sau đó có người gào lên. Ba người vội vàng chạy ra xem thì thấy có ba người đi vào trong sảnh rồi cãi vã với người khác. Không có lý thị ở Bắc Châu chúng tôi mà các người cũng dám tổ chức đại hội dòng tộc à, người lên tiếng là một cậu thanh niên khoảng 30 tuổi có khí tức rất mạnh, ngoài ra đã là tiên quân cảnh giới âm dương. Theo sau hắn ta là hai người đàn ông trung niên đều có tu vi cảnh giới tiên quân, hơn nữa trên người cả ba người này đều có một luồng khí thức kỳ lạ nhóm ngô bình vừa tới mấy người tranh cãi với họ đã lui xuống có người chạy đến mách cậu huyền bình mấy người này không có tên trong danh sách nhưng cứ đòi vào ạ à. ngô bình gật đầu rồi tiến lên hỏi anh là ai người thanh niên lừa mắt nhìn anh rồi lạnh giọng nói cậu là quản lý à ngô bình thờ ơ nói có chuyện gì thì anh cứ nói với tôi Người thanh niên hừ lạnh nói, nếu cậu là quản lý thì gọi hết mọi người ra đây, sau đo chọn tôi làm tông chủ. Ngô Bình bất ngờ giơ tay đẩy đầu của người thanh niên, hắn ta không né kịp nên tức tối nói cậu làm gì thế hả? Ngô Bình, tôi thử xem đầu anh có bị uống nước không ấy mà. Người thanh niên xa sầm mặt rồi gào lên, mày chán sống rồi hả? Hắn ta tung ngay một quyền về phía Ngô Bình, quyền đó khiến ý thức của Ngô Bình trở nên đình trệ. Xong, kiếm hồn và hỗn nguyên tiên lực của anh không cần anh chỉ huy cũng tự động phản đòn lại người đó. Quỳnh Ngô Bình tung một quyền thật mạnh vào ngực của người thanh niên. Hắn ta bị đánh cho nát người, đến nguyên anh cũng bị moi ra, không còn lại gì hết. Mãi sau màn sương máu mới tản hết, hai người đi theo người thanh niên sững sở rồi nói, cậu dám giết cậu chủ nhà tôi ư. Bấy giờ, Ngô Bình mới định thần lại, anh thầm thấy kinh ngạc vì hắn ta đã khiến đầu óc anh trống rỗng chiêu gì thế anh tóm ngay lấy một người rồi hỏi nói ngay người vừa bị tôi đánh chết đã dùng chiêu gì mà khiến đầu óc tôi trống rỗng như vậy người bị ngô bình tóm cổ thấy mình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc nên không còn nhớ việc bảo vệ bí mật gia tộc nữa mà nói luôn đó là lệnh thần thuật tuyệt kỹ độc môn của nhà họ lý ở bắc châu lệnh thần thuật ngô bình hỏi các người có biết cách thi triển nó không người kia vội lắc đầu tôi không biết chỉ có ba đời gia chủ biết thôi một người khác thấy ngô bình cao mày thì sợ anh giết mình nên nói gia chủ sắp đến rồi ạ à. ngô bình hả thế thì tốt mọi người thấy ngô bình hạ gục hết đám người đến gây rối thì thở phào một hơi nếu đến ngô bình cũng không làm gì được thì nguy to đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi từ bên ngoái vào ông ta có dáng người cao lớn mặc đồ màu xám mặt mày uy nghiêm khi thấy đống máu dưới đất thì ông ta gào lên cậu chủ đâu một người vội nói gia chủ cậu chủ bị người này giết rồi người đàn ông giận dữ nhìn ngô bình rồi lạnh giọng nói cậu dám giết con trai tôi chán sống rồi đúng không ngô bình cười khẩy nói là con trai ông ra tay trước tôi chỉ phản đòn theo bản năng thôi hắn ta chết chưa hết tội đâu người đàn ông hét lên rồi bay tới tấn công ngô bình anh đã chuẩn bị trước nên thi triển ý nghĩa chân ấn để tấn công thần hồn của ông ta người đàn ông mới đi được ba bước thì đã đứng im bất động ngô bình bước tới rồi điểm vào nghi tâm của ông ta sau đó hỏi ông biết lệnh thần thuật không người đàn ông đã bị thôi miên ý thức trở nên mơ hồ nên đã bị ngô bình khống chế ông ta đáp có ông học lệnh thần thần ở đâu ở đây ông ta lấy một cái mai rùa to như bàn tay ra bên trong mai rùa có chi chít chữ. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, ông đã luyện thành chưa? Người đàn ông, trong lịch sử của nhà tôi mới có bốn người luyện thành, nhưng chỉ luyện được cơ bản thôi. Môn pháp thuật này khó lắm. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu ông ta, sau đó niệm thần chú, để biến ông ta thành con rối của mình. Một lát sau, anh nói, từ giờ trở đi, ông hãy chấn thủ ở đảo này, không được đi đâu hết. Vâng, Người đàn ông đáp, ai nấy đều khiếp đảm trước tài năng của Ngô Bình và thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Lúc này, Lý Thừa Trạch bước ra nói, "Các vị, chúng ta đã chọn ra được 100 nhân vật quan trọng. Lát nữa, chúng ta sẽ mở một tiệc trà để cùng trò chuyện." Mọi người đều đồng ý, sau đó di chuyển tới phòng họp. Phòng này rất lớn, vị trí ngồi sẽ xếp theo số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp. Trong buổi tiệc trà này, Lý Thừa Trạch đã nói rõ mục đích và trình thành lập Lý Môn, những người khác đều không có ý kiến gì. Kết thúc buổi họp, Ngô Bình lập tức về cung điện của mình để nghiên cứu lệnh thần thuật. Trước đó, anh chỉ đọc lướt qua thôi đã thấy nó rất tuyệt diệu rồi. Anh đọc thật kỹ lại thì đã hiểu cách tu luyện của nó, nó có thể phát ra một một loại sóng gây nhiễu tần số lĩnh hồn của con người. Khi hai làn sóng này tiếp xúc với nhau, sẽ khiến ý thức của người kia trở nên trống rỗng, thậm chí chấp hành mệnh lệnh của người thi triển thần thuật. Ban nãy, người thanh niên kia mới chỉ biết cách biến ý thức của người khác trở nên trống rỗng thôi, chứ chưa điều khiển suy nghĩ được. Đọc xong, Ngô Bình cảm thấy lệnh thần thuật là một phát minh đột phá của một cao nhân nào đó, nhưng vẫn chưa hoàn thiện và trở thành một môn thần thông thật sự. Nhưng tuy thế thì uy lực của nó cũng quá khiếp đảm rồi. Ngô Bình đọc hết xong thì triệu tập nhân cách thái thượng và tiến vào trạng thái lĩnh ngộ ngay để hoàn thiện môn thần thuật. Đến hơn 5 giờ sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn, anh đã hoàn thiện được bước đầu rồi. Vì thế, anh gọi Lý Dư tới rồi nói, Lý Dư, xem tôi thử công pháp mới. Ngô Bình vừa nói dứt câu, Lý Dư đã thấy đầu óc trống rỗng, sau đó nhảy lên cao rồi múa may quay cuồng, Lý Tố ở cạnh đó được phen chố mắt ra nhìn. Một lát sau, Lý Dư mới bình thường trở lại rồi ngẩn ra hỏi, tôi vừa như bị mất ý thức ấy. Lý Tố, không chỉ mất ý thức, mà còn làm việc khác nữa Lý Dư lo lắng hỏi Tôi đã làm việc không nên làm với cô à Ngô Bình gật đầu Ừm, um, còn làm ngay trước mặt tôi Lý Dư thẹn thùng Sau đó dự áo lên che mặt rồi chạy sang một bên Ngô Bình cười to Lệnh thần thuật này kỳ diệu quá Lý Tố, chủ nhân Thuật này này lợi hại như thế Vậy sau này đánh nhau với người khác Chẳng phải chúng ta sẽ bất khả chiến bại sao Ngô Bình lắc đầu, sao có thể chứ? Lệnh thần thuật này chỉ có thể dùng để tấn công bất ngờ, đối phó với những người thực lực bình thường hoặc hơi yếu thôi. Nếu có một thiên tiên đứng trước mặt tôi, lệnh thần thuật này chưa chắc đã có tác dụng. Lý Tố, thế cũng rất lợi hại rồi. Ngô Bình đột nhiên hỏi, Lý Tố, cô thấy lý dư thế nào? Lý Tố thẳng thắn nói, mặc dù cậu ta là cá hóa rồng nhưng tôi vẫn chấp nhận được. Ngô Bình mỉm cười, vậy được. Quay về rồi tôi sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai, cô có 5 đứa con, giờ có thêm một người cha giúp cô chăm sóc bọn nhỏ thì cũng đỡ đần phần nào. Lý Tố dịu dàng bái một cái, cảm ơn chủ nhân đã tác thành. Ngô Bình sẽ không gán ghép lung tung, anh biết Lý Dư và Lý Tố có tình cảm với nhau trước rồi nên mới ghép đôi để họ được công khai ở bên nhau. Sau này sinh thêm cho nhà anh mấy con dao long nữa, vậy chẳng phải rất tuyệt sao. Ngô Bình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho lina nhà cô ở đông âu trong này có một tỷ euro tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho người nhà cô sống sung túc cô đón họ đến viêm long hay để họ ở lại bên đó đều được lina nhận lấy tấm thẻ nói cảm ơn anh tôi sẽ cố gắng quay lại sớm ngô bình cũng không muốn hạn chế hay làm đối phương cảm thấy gò bó cứ làm việc mà cô muốn làm bên cạnh tôi đã có người hầu hạ thiếu cô cũng không sao lina mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt sau khi lina đi ngô bình liền thở dài mộc lan hỏi sao giáo chủ lại thở dài ngô bình tôi đã quen ăn món lina nấu giờ cô ấy đi thì tôi biết ăn gì đây mộc lan bĩu môi giáo chủ tài nấu ăn của chúng tôi cũng có kém gì đâu hơn nữa mấy hôm nay lina cũng dạy chúng tôi nấu ăn mà ngô bình mỉm cười nói phải rồi ha còn có các cô ngọc nô nói giáo chủ giờ đây trời đất biến đổi Chắc bên Nam Dương cũng có thay đổi, nếu giáo chủ có thời gian thì nên về xem thử. Rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Lý vẫn còn ở Nam Dương, còn cả Hắc Thiên giáo của anh nữa. Cô nói có lý, khi rảnh rỗi, tôi sẽ quay về. Ngô Bình ăn sáng xong thì tham dự tuyển chọn 12 lý sự từ 100 ứng viên diễn ra vào hôm nay. Rõ ràng trong lần bầu chọn này không có gì phải băn khoăn, anh vẫn là người đạt được nhiều phiếu nhất. Ngoài anh ra thì trong 12 lý sự còn có Lý Thường Nghiệp, Lý Kiến Thiết, Lý Đông Hoàng, Lý Ngạo Tiên. 11 người mà có đến 7 là người tu hành, nhóm 4 người còn lạ, kẻ là quan chức, người là doanh nhân. Sau khi chọn lý sự, Ngô Bình cũng rảnh rang hơn, anh để Lý Dư thay mặt mình tham gia mấy cuộc họp vô vị sau đó, chỉ những lần quan trọng, anh mới có mặt. Anh tìm kiếm trong không gian chứa đồ, gom đủ dược liệu của cửu lôi kiếp đan, sau đó mở lò luyện đan và luyện được ba viên đế phẩm ngay trong đêm. Lúc Hàn Linh Vi lấy được cửu lôi kiếp đan đế phẩm thì vui mừng khôn xiết. Cô ấy biết, chỉ với 200.000 tiền báo ít ỏi thì không thể nào mua được đan dược quý giá như thế. Lý Đạo Hữu ơn nghĩa to lớn này không thể cảm tạ nổi bằng lời, cô ấy cảm tạ vô cùng chân thành. Ngô Bình mỉm cười, nói, Hàn Tiên Tử khách sáo quá, dù gì chúng ta cũng đã là bạn rồi. À, tôi đang thiếu trợ thủ, sư đệ cô là ngạo tiên có thể ở lại bên cạnh tôi một thời gian không? Hàn Linh Vi mỉm cười, đương nhiên là được, có thể đi theo đạo hiếu là phúc phần của sư đệ. Lý ngạo tiên cũng có mặt, hắn nói, huyền bình đạo hiếu có việc gì cần tôi làm thì cứ căn dặn. Ngô Bình nói, tôi không có đủ thời gian và tâm sức để quản chuyện của nhà họ Lý, ngày mai, tôi giao cho anh cùng Thanh Đế giữ chức phó tông chủ, hai người các anh hãy giúp tôi gánh vác. Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tiên là phó tông chủ, Ngô Bình còn đặt ra một số chức vụ khác theo đề nghị từ Lý Mai. Ngày đại hội gia tộc kết thúc, Ngô Bình dùng danh nghĩa tông chủ mua lại cả hòn đảo. Hòn đảo này là nhà của nhậm san san nên Ngô Bình chỉ cần nói một câu là được. Đương nhiên, Ngô Bình cũng không để nhà họ nhậm phải chịu thiệt, anh trả giá lên đến 350 tỷ, vượt xa số tiền đầu tư ban đầu. Sau khi mua lại đảo, Ngô Bình muốn mời Lỗ Mộc Trực đến quy hoạch xem phải thiết kế thế nào mới hợp lý. Hôm đó, Lý Kiến Thiết đột nhiên tìm đến Ngô Bình, Tông Chủ, có chuyện này cần bàn với cậu. Ngô Bình hỏi, chuyện gì? Lý Kiến Thiết, ý của cấp trên là muốn thêm một vị trí phó Tông Chủ nữa để Lý Thiên Đồ đảm nhận. Lý Thiên Đồ Ngô Bình lập tức nhớ đến người này. Năm xưa, anh vì đào như tuyết mà đánh chết Ma Đô, đã thương la hoàng đệ tử của Lý Thiên Đồ mà Lý Thiên Đồ lại là đệ tử của Mã Huyền Long Hồ Sơn, sư huynh của Ma Đô. Lúc đó tu vi của người này đã là võ thánh, e rằng bây giờ đã là địa tiên rồi. Cấp trên làm vậy rõ ràng là muốn giảm bớt quyền lực của Ngô Bình. Anh Bình thản, nói, được thôi, tôi nghe theo sắp xếp của cấp trên. Lý Kiến thiết thở phào, nếu Ngô Bình không đồng ý thì ông ấy thật sự không dám ép nên lập tức nói, ngày mai Lý Thiên Đồ sẽ đến, tông chủ có thể nói chuyện với ông ta ngô bình hỏi vậy chắc long hồ sơn và cấp trên có quan hệ rất thân thiết lý kiến thiết nói đương nhiên rồi long hồ sơn tinh thông đan đạo chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ thì đều phải nhờ vào long hồ sơn hết ngô bình mỉm cười lát nữa ông đem đan dược do long hồ sơn dâng lên cho tôi xem thử tôi sẽ luyện cho các vị loại tốt hơn thế lý kiến thiết giật mình rồi vui mừng tông chủ cậu nói thật sao ngô bình nói có thể giả được à Lý Kiến Thiết vội nói: Được, tôi đi chuẩn bị ngay. Ngô Bình tiễn Lý Kiến Thiết đi khỏi thì vẻ mặt liền tối sầm. Anh cười lạnh nói: Hay cho một Long Hồ Sơn. Anh căn dặn mọi người xong thì dẫn theo Lý Dư và Lý Tố đến Long Hồ Sơn. Anh biết mình không thể từ chối sắp xếp của cấp trên. Nếu đã vậy thì phải xóa sổ căn nguyên ý tưởng của họ. Hoàng hôn, trước cổng Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn đã không còn là địa điểm du lịch nữa, linh khí tràn ngập nơi đây tiên khí lãng đáng hệt như tiên cảnh. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó thì giật mình, nói, không ngờ linh khí ở Long Hồ Sơn đã hồi phục trước. Lúc này, vừa hay có một tu sĩ đi ngang qua, hắn liếc nhìn Ngô Bình rồi nói, chắc anh bạn vẫn chưa biết đúng không? Trong Long Hồ Sơn đã mở ra tiên cảnh Long Hổ. Ngô Bình hỏi, người anh em, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Người đó nhìn Long Hồ Sơn với ánh mắt ngưỡng mộ, chắc là trong mấy ngày gần đây, chật chật, Tiên cảnh được mở ra, không biết bên trong có bao nhiêu bảo bối nữa. Ngô Bình vẫn bình tĩnh dẫn Lý Dư và Lý Tố rời đi. Đến một nơi không có người, Lý Dư nói: Chủ nhân, chúng ta không đến Long Hồ Sơn sao? Ngô Bình nói: Tôi rất có hứng thú với tiên cảnh Long Hổ, hai người về trước, tôi vào trong xem thử. Lý Dư: Chủ nhân phải cẩn thận, Long Hồ Sơn rất nổi tiếng, không hề đơn giản. Ngô Bình: Không cần lo lắng. Tôi tự có tính toán nói rồi cả người anh chìm vào trong lòng đất đi được mười mấy dặm anh chậm rãi trồi lên vừa ló đầu lên anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người ở đằng sau tảng đá bên cạnh một giọng của thanh niên còn lại là giọng của phụ nữ trẻ tuổi người đàn ông nói sư muội đợi anh tìm được đồ tốt từ trong tiên cảnh long hổ chắc chắn sẽ tặng cho em người phụ nữ đó nói sư huynh em biết anh đối xử với em tốt nhất mà Người đàn ông bật cười, sau đó là tiếng rên của người phụ nữ. Ngô Bình nghe một chốc, vừa định đi thì lại nghe người phụ nữ nói: "Sư huynh, em nghe nói tất cả cao thủ và thiên tài ở Long Hồ Sơn đều vào đó. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Người đàn ông nói: "Ừ, nghe sư phụ nói tiên cảnh Long Hồ này là do một đại La Kim Tiên thời cổ đại rơi xuống mà tạo thành. Tiên cảnh Long Hồ này vẫn luôn đóng chặt cánh cổng thời không, dù là ở thời đại tiên quốc cũng chưa từng có người đi vào." Bây giờ linh khí đã khôi phục, không biết sao mà lại kích hoạt được tiên cảnh Long Hổ khiến nó trở thành một không gian mở. Người phụ nữ rất ngạc nhiên, có liên quan đến Đại La Kim Tiên sao? Tiên cảnh Long Hổ đó chắc chắn rất rộng lớn nhỉ. Người đàn ông, ừ, nó rất rộng, mọi người vào đó là vì thế giới bên ngoài đã nhận được tin tức nó mở ra, rất nhiều thế lực ở Côn Luân, thậm chí là không ít thế lực ở tiên giới, toàn bộ đều phái người đến, yêu cầu muốn vào trong chúng ta nào dám đắc tội với các thế lực này, thế nên hiện giờ chỉ đành đưa nhiều người vào trong để gom những thứ có thể lấy trước khi họ tới. Người phụ nữ nói, tiên cảnh Long Hổ thuộc Long Hổ Sơn, tại sao họ lại vào đó? Người đàn ông thở dài, vì họ mạnh hơn Long Hổ Sơn, đơn giản vậy thôi. Hai người lại quấn lấy nhau một hồi, người đàn ông nó, sư muội, anh phải vào trong rồi. Sư huynh vào trong đó phải cẩn thận, người phụ nữ nói. Người đàn ông, yên tâm đi, một đám người ở cùng nhau sẽ không có việc gì đâu. Sau đó là tiếng bước chân của người đàn ông vang lên. Ngô Bình đảo mắt rồi lặn vào dưới lòng đất, đến khi người đàn ông đi một khoảng xa, anh bỗng giơ tay ra tấn công người đàn ông khiến hắn ngất đi. Anh nhảy lên mặt đất, quan sát người đàn ông, hắn khoảng 30 tuổi, người cao nhưng gầy và đen. Anh sờ mặt mình, sau đó mặt anh biến thành hình dáng của người đàn ông tiếp theo anh cũng đổi quần áo của cả hai lúc đổi đồ anh tìm được một tấm thẻ nhỏ trên thân người đàn ông nên bèn cất vào thắt lưng tôn chỉ tinh nói ừ chúng ta là một trong những nhóm đầu tiên sau đó vẫn còn nhiều đệ tử vào nữa hai hết cách rồi chỉ có thể dùng cái cách ngốc nghếch này cố gắng giành lấy vài thứ rồi đem ra ngoài thôi ngô bình sư muội anh nghe nói hai nhóm người trước có thu hoạch nhiều lắm à Tôn Chỉ Tinh gật đầu, trong đó nơi nơi đều là bảo vật, nhưng có vài chỗ cực kỳ nguy hiểm, là cấm địa. Lần này Ngô Bình cũng không cần tự tìm nữa, anh chỉ cần đi theo Tôn Chỉ Tinh, không lâu sau đã đến lối vào của Tiên cảnh Long Hồ. Lối vào tiên cảnh nằm ở trong hang núi, nơi đó có một màn sáng hình tròn như sóng nước. Có một nhóm tu sĩ Long Hồ Sơn đang canh giữ trước màn sáng, Tôn Chỉ Tinh đưa ra tấm thẻ, thế là Ngô Bình cũng bắt trước làm theo mấy người đó gật đầu, vào đi. Tô chỉ tinh bước vào màn sáng, ngô bình theo sát. Đi xuyên qua màn sáng, họ bước vào một thế giới khác. Thế giới này vô cùng rộng lớn, trời cực kỳ cao, đất vô cùng rộng. Tôn chỉ tinh cũng là lần đầu đến đây, cô ta sửng suốt nói, đây là tiên cảnh sao. Lúc này, có vài đệ tử dẫn đường bên cạnh nói, sư huynh trương, sư muội tôn, hai người cứ theo hướng này đi 20 dặm là gặp nhóm lớn đang ở đó với hai người thì hai mươi dặm chỉ một chốc là đến từ xa Ngô Bình đã nhìn thấy một nhóm tu sĩ Long Hồ Sơn đang tụ lại trên một ngọn núi người chỉ huy chính là Thiên Sư hiện tại của Long Hồ Sơn Trương Mục Tiên Trương Mục Tiên sẽ phát cho mỗi đệ tử đến đây một la bàn sau đó dặn người đó đi theo hướng nào đi vào bao nhiêu dặm khi nào bắt đầu tìm kiếm Ngô Bình nhìn Trương Mục Tiên đang cố gắng giành lấy bảo bối trong tiên cảnh bằng cách ngu ngốc nhất anh biếu môi xoẹt qua rồi núp đằng sau một tảng đá vờ như đang đi vệ sinh sau khi trốn sau tảng đá anh lập tức đi vào lòng đất mười mấy phút sau anh đã đi được mấy trăm dặm rồi bay lên trời ở trên không trung tìm kiếm mục tiêu tầm nhìn anh siêu phàm nhanh chóng phát hiện trong rừng núi trải dài có không ít linh dược phân bố khắp nơi hai mắt phát sáng rồi ngô bình đáp xuống chỗ một cây linh dược đây là bảo dược trung phẩm công dụng cực nhiều. Ngô Bình đào cả gốc của linh dược này, tạm thời rời vào chậu, sau đó thu vào pháp khí chứa đồ. Quả nhiên, tiên cảnh long hổ này không khiến anh thất vọng, dược liệu tệ nhất mà anh tìm được cũng là linh dược trung phẩm, bảo dược cũng khá nhiều, thi thoảng còn nhìn thấy thần dược. Sự tập trung của Ngô Bình đều dồn vào việc hái thuốc, ba ngày tiếp theo, anh liên tục tìm kiếm, bắt đầu từ bây giờ, anh quyết định chỉ tìm bảo dược và thần dược lúc này anh bỗng nhìn thấy bên dưới có một cái cây từ trên xuống dưới toát ra tia sáng thần thánh khí tức đáng kinh ngạc đứng cách mười mấy dặm cũng có thể phát hiện ra nó anh lập tức đáp xuống trước cái cây cây này cao ba mét trên cành chỉ có bảy quả ngọt mỗi quả đều có kích cỡ như trái đào phát ra bảy loại hào quang ngô bình nhìn hai người này tu vi rất cao cũng cỡ cấp bậc tiên quân anh nhướng mày nói tôi không đưa thì sao không đưa thì chết người đồ trắng giơ tay ra luồng sáng màu xanh bay ra quấn quanh cổ Ngô Bình Ngô Bình cười mỉa tay anh chụp lấy ánh sáng màu xanh sau đó đấm một cú vào ngực người đồ trắng âm âm thanh cực lớn vang lên người đồ trắng đứng như trời trồng tại chỗ thất khiếu chảy máu trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi kinh ngạc và khó tin nhưng ngay sau đó nó lập tức mất đi thần thái chủ nhân của nó đã chết người áo xanh giật mình giận dữ nói người dám giết sư huynh ta sao hắn ta hét lớn ánh sáng bùa lóe lên không ngờ hắn ta lại chạy mất không dám đấu với ngô bình ngô bình cười lạnh anh không đuổi theo mà lấy pháp khí chứa đồ trên người tên áo trắng rồi cho thi thể đối phương vào trong lò luyện minh thần luyện thành đan nguyên anh anh quan sát pháp khí bên trong có rất nhiều thứ tốt đa phần là dược liệu ngô bình cất đồ xong thì tiếp tục hái thuốc anh biết mình cần phải khẩn trương hai người này xuất hiện chứng tỏ người bên ngoài Long Hồ Sơn đã vào trong tiên cảnh Long Hổ. Ngô Bình tiếp tục hái thuốc một lúc rất lâu thì bỗng nhiên cảm giác ở phía trước mé trái có sóng năng lượng rất mạnh truyền đến. Anh lập tức bay lên không, lao về phía đó. Anh bay được hơn nghìn mét thì nhìn thấy một ngọn núi thần khổng lồ, ngọn núi cao 10 vạn trượng, vô cùng đồ sộ. Một nửa đỉnh núi khuất sau những đám mây, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cánh cửa núi khổng lồ sừng sững ở đó dưới chân núi có một quảng trường lớn do con người xây dựng mặt đất lát đá hoa cương có hơn nghìn người đang ở trên quảng trường họ đến từ hai thế lực khác nhau đứng tách thành hai nhóm ngô bình tinh mắt vừa nhìn là nhận ra có một số đệ tử long hồ sơn anh đáp xuống mấy người đó nhìn thấy anh thì đều thắc mắc trương linh bảo sao anh lại đến đây ngô bình nói tôi đến xem thử một người nói trương linh bảo Long Hồ Sơn chúng ta chỉ có 10 vé lên núi, anh đến cũng vô dụng thôi." Ngô Bình hỏi, "Vé lên núi gì cơ?" Người đó chỉ về phía núi thần, nói, "Anh không nhìn thấy cầu thang bằng vàng kia sao? Đi lên theo cầu thang đó, mỗi khi tới một vị trí thì sẽ có được phần thưởng từ núi thần. Có điều, phần thưởng chỉ được phát một lần, người đi trước nhận được rồi thì người sau sẽ không còn cơ hội nữa, trừ khi có thể lên cao hơn." Ngô Bình nhìn theo hướng đối phương chỉ, anh thấy một cầu thang khổng lồ kéo dài mãi lên trên cho đến khi chìm vào trong mây cứ một trăm bậc thì sẽ có một điểm dừng chân lúc này đã có người ngồi ở vị trí trên ba ngàn bậc thang nghỉ ngơi người thứ hai thì đang ở nấc thang thứ hai nghìn mấy Ngô Bình quy tắc do ai lập ra Mác gì Long hổ Sơn chúng ta chỉ có 10 người được lên một người cười lạnh lùng anh nên cảm thấy hài lòng đi vài thế lực nhỏ chỉ có được hai suất chúng ta vậy là khá lắm rồi Ngô Bình vẫn chưa hiểu tình hình lắm nên hỏi, rốt cuộc núi thần này là nơi thế nào? Có người nói, nghe bọn họ nói, hình như núi thần là trung tâm của tiên cảnh Long Hổ, trên đó có đao thống của Đại La Kim Tiên. Ngô Bình, khi nào mới đến lượt chúng ta lên đó? Sắp rồi, nhưng rất nhiều người còn chẳng đi nổi 300 bậc đầu. Mấy người chúng tôi có thể lên được bậc 1.000 thì cũng coi như đã không làm mất mặt sư môn rồi. Ngô Bình, tôi đếm thử rồi, muốn đến được cánh cổng bên trên thì phải leo 9.000 bậc, dù các anh lên được 3.000 bậc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một người nghe anh nói như vậy thì tức giận, Trương Linh bảo, anh còn không bằng cả chúng tôi. Ngô Bình trợn mắt, mẹ nó, tôi mà không bằng anh sao? Anh nói xong thì thúc vào bụng người đó một đấm, người đó trợn mắt, từ từ ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Những người còn lại giận dữ, Trương Linh bảo, anh làm gì thế? ngô bình lắc lư nắm đấm tôi đang muốn chứng minh tôi mạnh hơn anh ta một trưởng lão của long hồ sơn nhìn thấy cảnh đó mặc dù hơi tức giận nhưng sau khi suy nghĩ lại ông ta vẫn nói lát nữa để trương linh bảo lên đi mọi người tỏ vẻ không phục nhưng trưởng lão đã lên tiếng thì họ không thể cãi lại được tầm nửa tiếng đồng hồ sau có người cao giọng gọi long hồ sơn mười người bọn ngô bình nhanh chóng đến trước cầu thang lúc đến gần Ngô Bình mới phát hiện dưới bậc thềm có hai thần tiên chấn giữ. Vẻ mặt cả hai trang nghiêm, là một nam một nữ, đầu đội mũ nguyện, mặc quần áo tiên nhân, tỏa sáng ngời ngời. Có điều khuôn mặt cả hai đều mờ ảo, không thể nhìn rõ. Nhìn kỹ lại mới nhận ra đó không phải là thần tiên mà là hóa thân của thần tiên. Dù chỉ là hóa thân nhưng thực lực không yếu hơn hư tiên, là những cao thủ đáng gờm. Hèn gì các thế lực đều ngoan ngoãn xếp hàng, lên núi theo đúng số lượng, không ai dám đụng chạm đến hai vị đó. Ngô Bình thấy hơn 100 bậc thang đầu đã có người tiến lên thì một ông già mặc áo màu tím đứng trước cầu thang bình thản nói, lên đi. Mười người bọn Ngô Bình bước lên cầu thang, họ vừa đặt chân thì đã có một lực cản nho nhỏ xuất hiện, sức mạnh đó kéo ngược họ trở lại. Họ tiếp tục tiến lên, bậc thứ hai rồi đến bậc thứ ba, càng lên cao thì sức cản càng mạnh. Khi đến bậc 100, lực cản đã vô cùng rõ ràng chỉ có 9 người trong số 30 tu sĩ thuộc ba nhóm thành công đến được bậc 300, ở đó có một sàn nhỏ để nghỉ ngơi. Ngô Bình không đợi họ, tiếp tục lên trên, 100 rồi 900 bậc, sau đó là 1.500. Thể chất anh tốt, sức mạnh vô biên, đến giờ vẫn không cảm thấy chút áp lực nào. Mọi người bên dưới nhìn thấy có một đệ tử của Long hồ Sơn có thể tiến thẳng lên bậc 1.500 nhanh như bay thì đều bất ngờ, đến cả thiên sư trương mục tiên của Long hồ Sơn cũng tròn mắt ngỡ ngàng tư chất của tên Trương Linh Bảo này tự dưng vượt trội thế. Chỉ có mười mấy người vượt qua được 1.500 bậc. Ngô Bình giả vờ nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục đi lên. 2.000 bậc rồi đến 2.700. Đối phương nói, thu vô giả của Bạch Đế Tông. Ngô Bình, thì ra là anh thu, tôi là Trương Linh Bảo của Long Hồ Sơn. Thu vô giả mỉm cười, nói ai cũng nói Long hồ Sơn không có thiên tài, xem ra đều là tin đồn nhảm. Ngô Bình tán dóc vài câu rồi lấy thịt khô ra ăn, là thịt khô làm từ thịt thú do Lina chuẩn bị trước khi rời đi, ăn khá vừa miệng. Anh cho thu vô dạ một ít, cùng anh ta nhấm nháp mỹ thực một chút. Sau khi ăn no, anh nhìn lên, chỉ có ba người ở phía trên. Anh nói, anh Thu, tôi lên trước nhé. Anh nói xong, không đợi Thu vô dạ trả lời là đã phóng lên trên. Thu vô dạ giật mình, thế là sắp hết sức rồi đấy sao? trông như chẳng có áp lực gì cả thế. Mọi người ở quảng trường đều ngây ra, Long Hổ Sơn có nhân tài như thế từ khi nào vậy? Trước đó Trương Mục Tiên chỉ nghi ngờ, bây giờ thì ông ta đã có thể khẳng định, người trên núi vốn dĩ không phải là Trương Linh Bảo. Nhưng ông ta cũng không thể nói gì, thực lực của đối phương đáng sợ như vậy, chắc cũng là cao thủ của thế lực nào đó. Dù vạch trần đối phương thì cũng chẳng làm gì được. Thế là lúc mọi người khen ngợi Long Hổ Sơn ông ta chỉ có thể cười gượng. Sau khi Ngô Bình vượt được 3.000 bậc, anh nhanh chóng gặp được người xếp thứ ba. Đó là một người đàn ông áo tím, vẻ ngoài còn rất trẻ, anh ta nhìn thấy Ngô Bình tiến lên thì cũng mỉm cười, chúc mừng người anh em. Ngô Bình liếc nhìn anh ta, không quan tâm mà tiếp tục tiến lên. Lúc này, anh cũng đã cảm nhận được rõ rệt là lực cản mạnh hơn rất nhiều nên không có tâm trạng tán dóc nữa. Người đó ngây ra, nhìn Ngô Bình sải bước, tự biết sức mình kém xa nên vẻ mặt cũng âm u hẳn. 3100 rồi tới 3300, anh lên đến nơi người thứ nhất đang nghỉ ngơi. Người đó tầm 20 tuổi, tướng mạo bình thường, vóc dáng không cao nhưng hai mắt lại rất có hồn. Anh ta đang ngồi ăn, thấy Ngô Bình thì cũng không thèm để ý. Ngô Bình đứng lại hỏi, anh không lên nữa sao? Người đó lạnh lùng đáp, không liên quan đến anh. Ngô Bình cười he he, có thể nói cho tôi biết phần thưởng của núi thần là gì không? Người đó tỏ vẻ khinh miệt, anh sẽ không bao giờ biết được. Ngô Bình hừ một tiếng, lạnh lùng nói, có thể tôi không biết phần thưởng ở đây nhưng anh thì chắc chắn sẽ không biết được những phần thưởng ở sau đó. Nói rồi Ngô Bình xảy bước đi lên, nhưng vừa nhấc chân lên thì một tia kiếm quang đâm đến từ bên cạnh, phản ứng của anh rất nhanh, lập tức vung nắm đấm lên. Đinh! Kiếm quang bị anh đánh vỡ, người ra tay chính là người đó. Ngô Bình cười nói, anh muốn ngăn cản tôi. Người đó chậm rãi đứng lên, không ai có thể đi đến trước mặt tôi. Ngô Bình nhíp mắt, anh lấy kiếm vô tương ra, anh không thể ngăn được tôi. Nói rồi, anh đeo thanh kiếm sau lưng, sải bước đi lên, vừa nhấc chân, người đó lại vung một kiếm ra, phía sau Ngô Bình như có thêm mắt, anh nhẹ nhàng vung kiếm lên đỡ được đòn của đối phương. Đấu ba chiêu anh đã bước lên đến bậc 4, kiếm quang của đối phương cũng không thể ngăn được anh. Người đó nổi giận, cũng không còn tâm trạng để ăn nữa, liều mạng đuổi theo. Thấy sắp đuổi kịp Ngô Bình thì bỗng bay lên đá một cú vào người anh ta. Cú đá này như dáng từ trên trời xuống, tuyệt diệu đến mức người kia không thể đỡ được, cuối cùng bị đá vào bụng. Lộn nhào từ trên bậc thềm xuống, đối phương vừa kinh ngạc vừa tức giận, cố gắng đuổi theo nhưng lần này, dù thế nào cũng không đuổi kịp Ngô Bình. Sau 3.500 bậc, anh ta đã mệt bờ hơi, còn Ngô Bình đã xảy bước đi đến bậc kế tiếp, lấy được phần thưởng của núi thần. Lúc này Ngô Bình đang quan sát một dương bảo vật nằm trên bậc thang, ánh sáng phát ra từ dương này không ngừng chuyển động, bên trên có khảm bùa, dài 30cm, rộng 20cm, cao 10cm. Anh mở dương ra thì thấy bên trong chứa đầy tiền tự, có khoảng 300. Mấy tiền tự này đều có màu vàng kim, mỗi cái đều to bằng quả óc chó. Cầm trong tay rất nặng, một mặt trên tiền tự là rồng, còn mặt kia là hổ. Tiền tự, anh khá bất ngờ, tỉ mỉ quan sát phát hiện ra trong tiền tự này có chứa pháp lực cực kỳ mạnh. Anh không nghiên cứu nữa mà cất xương bảo đi, tiếp tục đi lên trên. Người bên dưới núi nhìn thấy cảnh này cũng ngạc nhiên đến sửng sốt, đệ tử Long Hồ Sơn thế mà lại giành vị trí đầu tiên. Hoa An hạ thế mà lại bị vượt mặt, anh ta là thiên tài trong tông môn của tiên giới mà có người ngạc nhiên nói. Mọi người nói xem, rốt cuộc trương linh bảo này có thể đi được bao xa, có người hỏi. Ai biết được nhưng vào được tầng mây mù là sẽ có cơ hội tiến vào sơn môn chân chính, đạt được truyền thừa vô thượng của Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên để lại thứ gì trên đó nhỉ? Dù Đại La Kim Tiên có ở tiên giới thì cũng là một trong những người mạnh nhất, truyền thừa chắc chắn không tầm thường. Trần Đạo Huyền và Hồng Lăng cũng xuất hiện trong đám đông, khi nhìn thấy người kia đi được xa nhất, trần đạo huyền bỗng bật cười. ông ấy hỏi hồng lăng, hồng lăng, cháu biết cậu ta là ai không? hồng lăng không cần nghĩ mà đã nói, người có thể so được với thiên tài tiên giới trong điều kiện bình thường cũng chỉ có anh ngô bình của cháu. trần huyền đạo gật đầu, long hồ sơn không có thiên tài nào như thế, cậu ta là giả mạo, thật ra là ngô bình. hồng lăng, phong chủ trần, núi này có gì mà phải trèo lên đó? Trần Đạo Huyền nói, tiên cảnh Long Hổ là nơi kim tiên chết, truyền thừa của ông ta không thể xem thường được đâu, sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ làm chấn động tam giới nên ai có thể leo lên đến đỉnh, người chắc chắn có được đại khí vận. Hồng Lăng nói, tại sao những người có tu vi cao không đi thử xem? Trần Đạo Huyền, với loại bậc thang này, cảnh giới càng cao, sức cản người đi phải chịu càng lớn nên cuối cùng chẳng liên quan gì đến tu vi cao hay thấp, cuối cùng vẫn phải dựa vào tư chất. Lá bùa lớn bằng nắm tay, cực kỳ huyền diệu, dù là anh thì cũng không thể hiểu được khi vừa nhìn thấy nó. Một lá bùa sao? Ngô Bình hơi bất ngờ, anh thử giơ tay nắm lấy lá bùa. Tay vừa chạm vào lá bùa, lá bùa tức khắc biến thành một luồng sáng vàng, chui vào lòng bàn tay, sau đó đi thẳng tới vị trí của tim theo cánh tay. Lá bùa này để lại dấu vết trên trái tim tạo thành một lá bùa tiên thiên. Ngô Bình lập tức cảm nhận được tim của mình trở thành có sức lực hơn. Mỗi nhịp đập đều có sức sống mãnh liệt. Anh cực kỳ ngạc nhiên, lá bùa này có thể làm trái tim mình mạnh hơn sao? Anh cẩn thận cảm nhận, quả nhiên là vậy, cường độ và sự đàn hồi của tim mạnh hơn trước 100 lần, hơn nữa, mỗi lần bơm máu thì lại khiến việc trao đổi chất mạnh hơn. Anh bỗng nghĩ đến gì đó nói, là bùa đan. Thời xa xưa, có người thông tuệ đã kết hợp đan đạo và bùa chú với nhau tạo ra bùa đan. Bùa đan này có tác dụng của đan dược lại có tác dụng của bùa chú, ưu điểm khi kết hợp hai thứ này thành một là có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ. Xem ra vị đại la kim tiên này đã có được phương pháp luyện chế bùa đan, ngô bình lẩm bẩm. Sau đó anh không dề già nữa tiếp tục đi lên trên. Sau đó, mỗi lần lên được 300 bậc, anh sẽ gặp một bùa đan, những bùa đan này có thể giúp cho lục phủ ngũ tạc, xương cốt của anh mạnh hơn, thậm chí là bổ trợ được cho linh lạc, thần lạc, linh khiếu, tổng cộng 15 bộ phận. Lúc này anh đã bước đến bậc thứ 8100, nơi này nằm trong mây mù. Thu lá bùa cuối cùng, anh đã có được 15 bùa đan tiếp thêm sức mạnh, thay ra đổi thịt, vượt xa lúc trước. Tới trước mấy bước, anh nhìn thấy một cây cầu vàng lơ lửng trên không trung. Anh bước lên cầu rồi tiếp tục đi, được mấy chục bước, trước mặt xuất hiện một cánh cổng, bên cạnh có một con rối. Con rối không có mặt, mặc một bộ đồ xưa cũ, nó nói chào mừng người thử thách đầu tiên. Ngô Bình hỏi, đây là nơi rèn luyện sao? Con dối vô diện nói, đúng thế, bắt đầu từ bây giờ tôi gọi anh là số một. Ngô Bình, được. Ngừng một chốc, anh hỏi, tôi nghe nói tiên cảnh Long Hổ được tạo ra sau khi Kim Tiên chết. Con dối vô diện nói, đó là những lời sằng bậy của những kẻ vô tri. tiên cảnh này là do đại đạo quân Long Hổ hiển hóa ở nhân gian với uy năng vô thường, mục đích để thu nhận đệ tử ở nhân gian, Ngô Bình, nếu đã là thu nhận đệ tử, tại sao hôm nay mới mở? Con dối vô diện, trước kia không mở là vì chưa đến lúc, bây giờ thời cơ đã chín mùi, dĩ nhiên phải mở thôi. Ngô Bình, chẳng phải nói có 9.000 bậc thang sao? Con dối, 9.000 bậc là do người đứng ở dưới nhìn lên thấy thế thôi. Ngô Bình gật đầu, đi vào cánh cổng này chính là nơi rèn luyện. Con dối nói, đúng thế. Nơi rèn luyện có những gì? làm thế nào mới được xem là vượt qua. Tạm thời không thể nói những thông tin này cho anh, mọi thứ phải do chính anh tự tìm tòi. Ngô Bình biết có hỏi nữa cũng không có tác dụng nên bèn gật đầu, được, mở cửa đi. Cánh cửa mở ra, anh xài bước đi vào trong. Dầm. Cánh cửa lập tức đóng lại, mà Ngô Bình cũng sửng sốt vì lúc này, cả người anh đang ở trên núi cao, xung quanh không hề có linh khí. Ngay sau đó, trong đầu anh vang lên giọng nói của con rối vô diện, số 1, nơi này có 10 thiên kiêu mạnh nhất từ quá khứ đến nay, họ là do đại đạo quân dùng pháp lực vô thượng tạo thành, không khác gì thiên kiêu thật sự. Chỉ cần anh có thể đánh bại họ thì xem như vượt qua thử thách, có thể đi vào trận truyền tống để đến Đạo Cung Long Hổ. Chán ngô bình ướt đẫm mồ hôi, người mạnh nhất trong lịch sử. Ý anh là hạ giới sao? Đúng thế. 10 thiên kiêu này đều được sinh ra ở hạ giới nhưng sau này họ trở thành bá chủ của vạn giới, đối phương nói. Cuối cùng Ngô Bình cũng đã hiểu tại sao giờ đối phương mới nói cho mình biết nội dung thử thách rồi. Anh thở dài nói, yêu cầu của đại đạo quân Long Hổ cũng quá cao rồi, muốn tôi đấu với 10 người mạnh nhất, tôi đánh sao lại? Đối phương, anh có thể đến đây chứng tỏ anh có năng lực đó. Ngô Bình, được thôi, tôi phải làm sao để đánh với 10 người này? Đối phương, 10 người, người này bảo vệ ba món bảo bối được tạo ra khi đại đạo quân còn trẻ, anh phải lấy được bảo bối, khi ấy mới xem là vượt qua thử thách. Ngô Bình, nếu chỉ là một thử thách, tại sao bên ngoài tiên cảnh Long Hổ lại rộng lớn như thế? Đối phương, sau này tiên cảnh Long Hổ sẽ là nơi lập thân của anh. Trong tiên cảnh có thiên địa linh căn được đại đạo quân rời đến vào năm đó và một vài thần dược đỉnh cấp. Sau khi vượt qua thử thách, anh chính là chủ của tiên cảnh Long Hổ, đôi mắt ngô bình sáng rực sau này tiên cảnh long hổ là tài sản riêng của tôi đương nhiên con dối nói đến lúc đó anh chính là chủ của tiên cảnh ngô bình hít sâu một hơi lại hỏi vậy thì trận truyền tống mà anh nói sẽ đưa tôi đi đâu nơi thử thách thứ hai ngô bình nơi thử thách thứ hai rốt cuộc có bao nhiêu nơi thử thách con dối bây giờ nơi anh sắp trải qua là trận thử thách thứ nhất sau đó còn hai cái nữa có thể vượt qua hết ba thử thách thì sẽ tự động thăng cấp lên đạo tử, đi đến đạo cung Long Hổ để gặp đại đạo quân Long Hổ. Ba thử thách, vượt qua trận đầu tiên sẽ nhận được một phần truyền thừa của đại đạo quân và ba món bảo bối, cùng toàn tiên cảnh Long Hổ. Vượt qua trận thứ hai có thể nhận được nhiều truyền thừa hơn và có được sự an bài của đại đạo quân. Ngô Bình, sau khi vượt qua thì sẽ đi thẳng đến nơi thử thách thứ hai sao? đối phương muốn đến nơi thử thách thứ hai thì tu vi của anh phải đạt đến cảnh giới long môn ngô bình nói nói như thế tôi tạm thời không cần đến nơi thử thách thứ hai đối phương đúng thế đợi khi anh trở thành thiên quân long môn rồi thì sẽ đến nơi thử thách thứ hai ngô bình thở phào bây giờ anh không có thời gian để rời đi đâu việc cần làm quá nhiều bèn nói được vậy bắt đầu đi nhưng khi ngô bình đi vào mê mù người bên dưới không còn nhìn thấy anh nữa bây giờ họ đang ở dưới tưởng tượng đủ điều. Mọi người nói xem, leo lên đến 9.000 bậc sẽ gặp cái gì? Không biết, có lẽ người đó sẽ đi vào nơi truyền thừa. Lúc này Hồng Lăng cũng dựa vào thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên cường trèo lên đến hơn 4.000 bậc nhưng nếu tiếp tục lên trên nữa, cô ấy cũng không còn sức. Dù như thế, mọi người cũng đều nhìn thấy thực lực lớn mạnh của Thục Sơn kiếm phái, có thiên tài như Hồng Lăng, Thục Sơn chỉ càng mạnh hơn. Ngay lúc này một luồng tiên quang rơi xuống, một cái kiệu vừa sang trọng vừa lớn xuất hiện. Có người đàn ông bước xuống từ trên kiệu, hắn nhìn các bậc thềm cười nói, cũng may người đầu tiên chỉ mới trèo lên đến 4.000 bậc. Bên cạnh có người thấy khí chất của hắn siêu phàm bèn nói, người thứ nhất đã vào trong rồi. Vào trong rồi, sắc mặt thanh niên thay đổi, hai phụ nữ bước ra từ đằng sau hắn, vẻ mặt nghiêng nước nghiêng thành. Người phụ nữ đô vàng nói, thiếu chủ, không ngờ hạ giới thế mà cũng có thiên tài như vậy, không biết anh ta đi đến cuối chưa. Sắc mặt thanh niên không tốt lắm, bố bảo tôi nhất định phải lấy được truyền thừa của đại đạo quân Long Hổ, giờ xem ra có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh rồi. Người phụ nữ đồ xanh khác nói, thiếu chủ, vẫn chưa biết tình hình người này thế nào, chỉ bằng gọi anh ta xuống. Thanh niên gật đầu, có lý. Hắn hỏi, người bên trên là ai? Có người nói, đó là đệ tử của Long Hổ Sơn. Trương Mục Tiên nghe thế bèn nói, người đó chưa chắc là đệ tử Long Hổ Sơn tôi, chỉ là giả mạo thành đệ tử của phái tôi thôi. Nghe anh ta nói thế, thanh niên nhíu mày nói, không phải đệ tử của ông, ông biết thân phận của anh ta. Trương Mục Tiêu cười khổ, quả thật không biết. Thanh niên không còn cách nào khác, nếu biết thân phận của người đầu tiên đó thì có thể lợi dụng người nhà của hắn để ép đối phương xuống, còn nếu không biết thân phận thì không còn cách nào khác hắn nói nếu đã thế thì chỉ đành dựa vào may mắn thôi nói rồi hắn đáp xuống trên bậc thang sải bước nhẹ nhàng đi lên mọi người nhìn thấy hắn nhanh chóng đi đến bậc thứ ba nghìn sau đó đến bậc bốn nghìn lúc đi ngang qua hồng lăng hắn mỉm cười nói cô gái cô có tư cách làm người hầu của ta rồi quay về ta sẽ dẫn cô đi hồng lăng tức giận nhưng cô ấy không kịp nổi nóng người này đã đi lên trên phần thưởng sau đó đều bị Ngô Bình lấy hết nên thanh niên kia nghẹn một bụng lửa giận, vừa đi lên vừa phát cáu trong lòng. Đến sau đó hắn bắt đầu đối mặt với áp lực cực lớn, mỗi bước đi đều tốn rất nhiều thời gian nhưng hắn không dừng lại vẫn đi về trước. Lúc này Ngô Bình đã đi một vòng ở nơi thử thách, cuối cùng anh cũng phát hiện ra một thiên kiêu đầu tiên. Vị thiên kiêu này cao khoảng 2 mét, mặc một đồ da màu tím để lộ ra cơ bắp màu đồng, mái tóc dài màu đen tuyền ánh mắt vừa thuần khiết vừa tĩnh lặng người này ngồi trước một căn phòng bằng đá bất động ngô bình xuất hiện người này hơi nghiêng mặt lại nói đã đợi rất nhiều năm rồi cuối cùng cũng có người xuất hiện ngô bình chắp tay lại hỏi nên sương hô thế nào sivu ông ta nói ngô bình giật mình ông ta chính là đại ma thần sivu sivu nói trong căn phòng đá đằng sau tôi có một bảo bối đánh bại tôi, cậu có thể lấy nó đi. Ngô Bình thở ra một hơi, mặc dù anh rất mạnh, còn có bùa đan trợ sức nhưng người trước mặt này cực kỳ mạnh, anh có thể đánh thắng sao? Nhưng chỉ là suy nghĩ hiện lên trong chốc lát, anh kiên định tín niệm của mình. Năm đó Si Vưu bị Hoàng đế đánh bại, còn mình sau này cũng sẽ trở thành cường giả giống Tam Hoàng Ngũ Đế, nếu ngay cả ông ta mà mình cũng sợ thì đừng tu luyện nữa. Si Vưu như nhìn thấy sự thay đổi về cảm xúc của Ngô Bình, ông ta cười nói cậu khá đấy, có can đảm. Ông ta chậm rãi đứng dậy, cao lớn uy lực, khí thế ngút trời. Ngô Bình sờ mặt khôi phục gương mặt thật của mình, đồng thời cơ thể anh cũng đang thay đổi, trở nên cao hơn. Sau khi anh tu luyện thành nhân vương, chiều cao của anh đã hơn 2 mét, chỉ là cơ thể cao hơn 2 mét quá bất tiện, lại quá gây chú ý nên anh vẫn luôn kiềm chế trạng thái này. Không lâu sau anh đã biến thành một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét, Uy mãnh hơn Si Vũ, đây chính là hình dạng của Nhân Vương. Hai chân anh như cắm xuống mặt đất, sức mạnh đại địa vô tận liên tục tụ vào cơ thể, anh chắp tay với Si tiền bối, đắc tội rồi. Đầu tiên anh đánh vào Si một dấu tay lớn hư không, Si Vũ vừa vươn tay ra bắt lấy, không gian đã bị ông ta nghiền nát, sau đó dấu tay lớn hư không cũng bị ông ta đập nát. Cứ như vậy, hai người đọ sức tại nơi nhỏ hẹp này, rõ ràng Si Vũ không thuần thục về kỹ năng nhưng ông ta có quy tắc chiến đấu của bản thân, một quyền một cước phối hợp theo quy luật. Đấu được vài chiêu, Ngô Bình lại càng kiên định, càng tự tin, Sivu này tuy mạnh nhưng cũng không phải không thể thắng được. Anh không ngừng thi triển ba loại võ học bí mật, các loại phù ấn, nhưng dần dần, anh nhận ra có gì đó không đúng. Sivu này vẫn duy trì tình trạng không sử dụng năng lực bản thân, ông ta vẫn luôn kiềm chế sức mạnh, trừ phi tấn công chúng đối thủ thì mới bộc phát ra mà thôi. Cứ như vậy, thể năng của Ngô Bình tiêu hao nhanh hơn Si Vưu rất nhiều, nếu anh không thể mau chóng đánh bại đối phương thì trận này chắc chắn sẽ thua. Si Vưu có thể một sức đánh bại 10 người, một sức phá vạn pháp, hai bên giao đấu được trăm chiêu, Ngô Bình bỗng cảm thấy cách đánh của Si Vưu mới là đơn thuần tự nhiên nhất, dùng sức của bản thân, không cần kỹ thuật gì lại có thể hóa giải mọi đòn tấn công, chiến thắng hết thảy kẻ thù. Nhưng anh nắm chắc ý nghĩa võ học và phù ấn, rõ ràng đều rất mạnh nhưng tại sao lại không đánh thắng ông ta. Anh giải phóng nhân cách tối thượng, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, đánh tới 200 chiêu, 300 chiêu. Cuối cùng, anh dần dần cảm nhận được nguyên nhân mạnh mẽ của Sivu, ông ta không phải không có kỹ xảo. Chỉ là kỹ xảo của ông ta xuất phát từ logic, từ sức mạnh cơ bản nhất, từ tầng thấp nhất. Sivu rõ ràng nắm giữ được bí mật của sức mạnh, cũng vì vậy mà rút ra được một bộ kỹ năng sức mạnh, mỗi một quyền, Mỗi một bước, từng khối cơ bắp, từng lần hít thở của ông ta đều tuần hoàn theo quy luật sức mạnh. Nắm giữ được kỹ năng sức mạnh không những có thể nắm giữ sức mạnh bản thân, mà còn có thể khống chế được sức mạnh người khác, vì vậy ông ta mới có thể không ngừng hóa giải được những đòn tấn công kinh người của Ngô Bình. Sau đó, Ngô Bình dần dần bỏ qua các kỹ xảo trước kia, từ từ dùng sức mạnh và sức đối kháng đơn thuần. Mới đầu, anh hoàn toàn không phải đối thủ sức mạnh hai bên vừa đối đầu thì anh nhanh chóng đã rơi và thế hạ phong, bị ép đến mức không thể thở nổi. Đến chiêu thứ 500, anh mới miễn cưỡng tìm được một vài bí quyết, cũng như kỹ năng sức mạnh và đối kháng. Sau đó là 1.000 chiêu, 2.000 chiêu, 3.000 chiêu. Hai thiên kiêu đến từ hai giai đoạn lịch sử khác nhau, giao đấu gần 5.000 chiêu, không phân được thắng bại. Trong lúc này, Ngô Bình dần dần học được kỹ năng sức mạnh của Sivu, đó là một loại pháp môn chiến đấu đơn thuần, căn bản nhất. Vì vậy, sau đó anh đã dùng kỹ năng sức mạnh, vận dụng ý nghĩa võ học và phù ấn của mình, củng cố thêm sức mạnh của chúng. Bỗng nhiên, anh cảm thấy võ học bí mật của mình đã thăng cấp về chất, rõ ràng khoảng cách tiến đến hoàn mỹ đã gần hơn chút. Còn si vưu thì dần rơi vào thế hạ phong, không biết đánh qua bao lâu, ngô bình bỗng ra một quyền đánh ông ta bay đi. Si lùi lại mười mấy mét, nói cậu thắng rồi. Nói xong, thân hình ông ta biến thành từng tia sáng, tan vào hư vô. Ngô Bình khẽ thi lễ về phía nơi ánh sáng biến mất, sau đó đẩy cánh cửa đá ra. Sau cánh cửa, là một gian phòng nhỏ, bên trong có một cái bàn đá, đan dược được bày trên bàn, được bao bọc bởi một luồng sáng vàng. Nhìn thấy đan dược, Ngô Bình mở to mắt, nói, đây là đan gì? Âm thanh kia lại vang lên, Long hổ thần đan, uống đan dược này, có thể tăng thêm sức của một rồng một hổ, Ngô Bình chớp mắt, hỏi, sức của một rồng một hổ là chừng nào? Âm thanh kia nói, sức lực một rồng, cỡ chừng sức mạnh của hơn 100 triệu dân thường thượng cổ, sức lực một hổ, cỡ chừng 80 triệu dân thường thượng cổ. Ngô Bình biết rõ, dân thường thượng cổ, mạnh hơn người hiện đại rất nhiều, bất kỳ người trưởng thành nào cũng có sức mạnh chừng trăm nghìn cân, có thể giết chết thú hoang. Nói như vậy, sức mạnh một rồng một hổ này, há chẳng phải là hơn trăm tỷ cân sao? anh lại hỏi đan dược này hiện tại tôi có thể dùng được không đối phương nói tốt nhất là dùng khi long biến long biến ngô bình bỗng chốc hiểu được tác dụng của đan dược này bèn nói được tôi biết rồi cất lấy đan dược anh tiếp tục tìm khu kho báu thứ hai lần này rất nhanh đã tìm được nơi bảo vệ báu vật nhưng người của anh lập tức ngây người anh nhìn thấy trước đàn tế có bốn người bảo vệ làm sao đánh được vị thiên kiêu này chứ bốn người này có hình dạng khác thường ba nam một nữ trang phục rất cổ xưa khí chất bất phàm trên đàn tế có một cái bát ngọc trong bát có một loại nước thuốc màu vàng nhạt ngô bình vừa xuất hiện bốn người đều nhìn qua còn khẽ gật đầu với anh anh chỉ có thể cười khổ tôi đánh với bốn á có phải quá ức hiếp người khác rồi không một người đàn ông đeo trường cung nói bốn người chúng tôi mỗi người đều giống như anh bốn trận, nếu anh có thể thắng được ba trận thì có thể lấy được bảo vật này đi. Ngô Bình hỏi, thứ trên đàn tế là gì? Đây là cửu thiên cam lộ mà vô số tiên dân thượng cổ phải cầu xin trời xanh mới có được. Loại dược này, một giọt là có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Ngô Bình giật mình, nói cửu thiên cam lộ. Không sai, người kia gật đầu. Ngô Bình ôm quyền, bốn vị xưng hô thế nào? người kia cười nói bốn người chúng ta sinh ra cùng thời nhưng không thể trở thành thiên tiên nên đã ngã xuống vì vậy anh không cần biết tên chúng tôi ngô bình gật đầu rồi hỏi đấu gì cũng được người kia nói đương nhiên anh ngẫm nghĩ rồi nói vậy tôi đấu nhãn lực với anh anh có đôi mắt nhìn thấy nghĩ thầm nhất định sẽ mạnh hơn người này người kia cười nói được anh ra đề tôi quyết định đấu thế nào người kia quét mắt nhìn đến một gốc đại thụ che trời ngoài nhìn dặm cây cổ thụ này cao cả vạn mét, cành lá sum xuê. Chỉ nhìn vài giây, người kia nói cây này 100.573 lá. Ngô Bình bất ngờ với nhãn lực khác hẳn người thường của đối phương, sau đó anh cũng liếc mắt rồi nói anh nói không sai. Nhưng ngoài lá cây, còn có 7.549 chồi non, 3.120 lá khô, cùng với 15 chiếc lá đang rơi xuống đất. Theo anh nghĩ, người này chỉ là ảo ảnh mà Long Hổ Đại Đạo Quân tái hiện từ dòng sông trong lịch sử có lẽ sẽ không có suy nghĩ riêng quả nhiên người này thoải mái gật đầu nói có thể lập tức người này truyền thụ phá thiên quyết tâm pháp cao nhất ông ta học được trong cả đời cho Ngô Bình Ngô Bình phát hiện phá thiên quyết này và phi đao công pháp mà anh học được từ Đường Ghi có quá trình khác biệt nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ chứng thực cả hai có lẽ giúp ích được phi đao công pháp hoàn thiện của anh anh nhìn người thứ hai, đây là một người đàn ông cao gầy. Anh cười nói, tiền bối, tôi muốn thi sức mạnh với anh. Anh có thể nhìn ra, người này không phải kiểu mạnh về sức. Người này nói, được, cậu ra đề, tôi quyết định cách đấu. Người này đứng tại chỗ vẽ một vòng tròn, đường kính chừng 2 mét, ai có thể ném đối thủ ra khỏi vòng, người đó thắng. Ngô Bình nói trong lòng, đây chẳng phải là đấu vật sao. Anh nói, được, Tôi đấu với anh. Hai người đứng ở trong vòng, sau đó đồng thời chuyển động. Đối phương đẩy nhẹ nhưng trong đó ẩn chứa vô vàn biến hóa. Dù vậy, chân Ngô Bình như mọc rễ, anh hấp thụ sức mạnh đại địa, vận dụng kỹ năng sức mạnh phối hợp với ý nghĩa võ học, chỉ đẩy ra một cái là người kia đã ngả nghiêng, bị ném ra ngoài vòng khi chưa nhận thức được gì. Nhìn thấy Ngô Bình dùng một chiêu đã thắng, người bị ném ra mới nói, cậu thắng rồi. Ngô Bình hỏi: Tiền bối học công pháp gì? Đối phương đáp: Vu đạo tâm pháp. Anh mắt Ngô Bình sáng lên. Vu đạo công pháp chính là thứ anh thiếu, không chỉ hỉ bảo cần, mà anh cũng muốn hấp thu tinh hoa từ Vu đạo. Anh lập tức nói: Có thể nói cho tôi không? Người đàn ông cao gầy kia cười nói: Tất nhiên. Sau khi học được truyền thừa Vu đạo từ người đàn ông cao gầy, Ngô Bình nhìn sang người thứ ba một phụ nữ che mặt bằng vải trắng. Người phụ nữ ấy chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao, mái tóc đỏ, dáng người yểu điệu, phi phàm thoát tục. Ngô Bình nói, chúng ta sẽ so tài quyền thuật, mỗi người đánh một quyền, xem uy lực của ai mạnh hơn. Sứt lời, anh đã tung ra một quyền phá thiên, phối hợp với quyền ấn, phù ấn, đấm thẳng vào một ngọn núi lớn ở phía xa. Một tiếng động cực lớn vang lên, núi cao nghìn trượng lập tức sụp xuống, tựa như bị một luồng năng lượng mạnh mẽ san bằng vậy. Người phụ nữ ấy liếc nhìn rồi cũng tung ra một quyền. Cú đấm ấy không có âm thanh gì, vậy mà một ngọn núi ở phía xa lại đột một biến mất. Đúng vậy, ngọn núi ấy đã trực tiếp biến mất, hệt như bốc hơi. Ngô Bình ngẩn người, lẩm bẩm, đây là quyền pháp gì nhỉ? Người phụ nữ đáp nhẹ, nhị hướng quyền, cú đấm này của tôi đã đẩy ngọn núi vào thế giới hai chiều. Ngô Bình thở dài, ván này, tôi nhận thua. Rồi anh chắp tay hành lễ, xin tiền bối dậy nhị hướng quyền cho tôi ạ." À. Người phụ nữ ấy nói, gốc rễ của nhị hướng quyền là nhị hướng huyền công. Việc tu luyện công pháp này rất khó, tôi cũng nhờ cơ duyên, được trời phù trợ nên mới học được một, hai. "Ngô Bình bảo, tôi muốn thử một lần." Người phụ nữ không nhiều lời, lập tức truyền dạy nhị hướng huyền công cho Ngô Bình. Ngô Bình lặng lẽ ghi nhớ công pháp này rồi nhìn sang người thứ tư. Người này có tướng mạo bình thường, mặc đồ vải thô, mày rậm mắt to, nở nụ cười đôn hậu, giống như một người nông dân chất phác vậy. Ngô Bình cất lời, tôi muốn so trí nhớ với tiền bối. Người đàn ông trông như nông dân ấy đáp, được, tôi ra đề. Lúc cậu mới đến đây, tôi đang nhìn gì? Nếu cậu trả lời được, xem ra như cậu thắng. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi đáp, lúc tôi mới đến đây, tiền bối đang nhìn xuống đất. Có hai con kiến đang đánh nhau giữa khe đá dưới đất. Con kiến bại trận đã bị cắn đứt chân trước bên trái. Người đàn ông gật đầu, tốt lắm, trí nhớ và khả năng quan sát của cậu rất xuất sắc. Tôi thua rồi." Ngô Bình hỏi, không biết sở trường của tiền bối là gì. Người đàn ông đáp, tôi giỏi suy lý, có thể tìm ra quy luật từ những chuyện bình thường và áp dụng chúng. Nghe xong, Ngô Bình biết mình có học cũng không học được loại thiên phú này lập tức gạt đi ý định học hỏi từ đối phương. Giọng nói kia chợt vang lên, số 1, người thắng 3 trên 4 ván, đã thắng cuộc. Cam lộ cử thiên của đàn tế này thuộc về ngươi. Ngô Bình lập tức bước lên đàn tế, cẩn trọng lấy đi cam lộ cử thiên, đoạn hỏi, đừng nói bảo vật thứ ba do 6 người bảo vệ đấy nhé. Đúng vậy, 6 người kết thành chiến trận lục hợp, phá giải được trận này, người mới giành được bảo vật ấy. Ngô Bình thở dài, một trọi sáu, bên kia đều là thiên tài đỉnh cấp, khó quá. Ngươi vừa học được ba loại công pháp, nếu luyện thành ba công pháp này sẽ có cơ hội giành phần thắng. Ngô Bình đáp, xem ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi. Anh lập tức khoanh chân ngồi xuống, giải phóng nhân cách tối thượng, tiến vào trạng thái ngộ đạo, học phá thiên quyết trước. Thật ra phá thiên quyết rất đơn giản, đó là một bộ công pháp phụ trợ. Công pháp này có thể dùng ở mọi loại võ hoặc ghép vào công pháp khác, tăng cường đáng kể uy lực của nó. Ngô Bình dốc toàn lực đột phá, không rõ đã qua bao lâu, một vòng xoáy màu vàng đột nhiên xuất hiện trên hỗn nguyên tiên lò và được sấm sét bao quanh. Ngay khi vòng xoáy này xuất hiện, hỗn nguyên tiên lực liền đổ vào trong đó. Vòng xoáy này hấp thu khoảng một phần ba hỗn nguyên tiên lực mới ngừng lại, sau đó biến thành một lốc xoáy nhỏ màu vàng, chậm chậm dịch chuyển về phía hỗn nguyên kiếm hồn, cuối cùng hợp thành một với kiếm hồn của anh. Ngô Bình mở choàng mắt ra, lẩm bẩm nói, phá thiên quyết này quả nhiên rất khủng khiếp, không biết nó đã giúp uy lực kiếm hồn của mình tăng thêm bao nhiêu lần nữa. Anh đang định tiếp tục lĩnh hội thì phía trước bỗng có một bóng người bay đến. Nam thanh niên ấy liếc nhìn đàn tế, sau đó hướng mắt về phía Ngô Bình, lạnh lùng hỏi, hai bảo vật này đều bị anh lấy. Ngô Bình đáp nhẹ, đúng thế, là tôi lấy người đàn ông chia tay, giao ra đây, tôi sẽ không giết anh. Ngô Bình quét mắt nhìn, phát hiện trên người đối phương cất giấu rất nhiều đồ tốt, chỉ riêng chiếc nhẫn chứa đồ kia đã rất giá trị rồi, không ngờ bên trong còn phong ấn một động thiên. Anh bảo, anh không đánh lại tôi đâu, cút nhanh đi. Người đàn ông ấy cười điên cuồng, đồ vô tri. anh biết tôi là ai không? Ngô Bình hỏi, anh là ai? Hắn đáp, tôi là cậu thiên hư chắc hẳn anh từng nghe đến thiên hư môn của tiên giới rồi nhỉ? Ngô Bình lắc đầu, chưa từng nghe tên. Cậu thiên hư kia nổi giận, tự tìm đường chết. Hắn giơ tay phải ra, nắm ngón tay khẽ lay động, nằm ánh kiếm màu vàng, lam, tím, lục, đen liền bay ra, ánh kiếm nào cũng tỏa ra sát khí đáng sợ. Ra là kiếm tiên, thảo nào lại ngông cuồng như thế, Ngô Bình bĩu môi, dậm chân một cái, bùn đất đá vụn đồng loạt bay lên và bảo vệ anh kiếm bay đến chém bùn đá văng tung tóe bụi đất bay mù mịt đến khi kiếm chém sạch những thứ đó thì ngô bình đã biến mất cậu thiên hư kia ngẩn ra có dự cảm gì đó nên đột ngột bay vút lên cao ngay sau đó một chiếc gai đá chui lên từ dưới đất suýt nữa đã đâm vào cửa sau của hắn hắn vừa tức vừa giận đồ xảo trá to gan tiếng mắng chửi vừa dứt thì quyền ấn bay lên từ mặt đất mới đầu hắn còn chẳng quan tâm phóng năm thanh kiếm ra chém về phía quyền ấn. Nhưng một tiếng keng vang lên, kiếm mà hắn phóng ra đã bị đánh bay. Cùng lúc ấy, ngực hắn nhói đau, xuất hiện một quyền ấn. Hắn gầm gừ rồi ngã xuống đất, ngay sau đó, ánh kiếm lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã chém hắn thành ba khúc. Chẳng đợi hắn cầu xin, ba phần thi thể đã bị ngô bình ném vào lò luyện. Giây tiếp theo, hàng chục viên nguyên anh đan và cả chục nghìn viên sinh mệnh đan bay ra từ lò luyện minh thần. Ngô Bình lẩm bẩm, sức sống mạnh thật, luyện được cả chục nghìn sinh mệnh đan, không hổ là thiên tài của môn phái lớn. Nói xong, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong nhẫn có một động thiên, trong động thiên có rất nhiều bảo vật, bao gồm một lượng lớn tiên thạch, tiền bùa, tiền báu, bùa chú, vân vân. Anh sợ có người để lại cấm chế trong nhẫn nên đã làm một lá bùa ngăn cách mọi thứ ngay tại chỗ, sau đó gói nhẫn lại rồi ném vào túi. Sau khi xử lý cậu Thiên hư, Ngô Bình tiếp tục lĩnh hội nhị hướng huyền công. Về công pháp phù đạo kia, anh quyết định để lại cho Hỷ bảo, nhị hướng huyền công thì có thể thử xem sao. Đúng như người phụ nữ ấy nói, công pháp này rất khó tu luyện. Khó như vậy vì mắt người không thể nhìn được nhiều chiều không gian. Mà để tu luyện nhị hướng huyền công thì buộc phải có một đôi mắt nhìn thấu không gian. May thay, Ngô Bình có khả năng nhìn thấu vạn vật. Anh có thể nhìn thấy quỷ thần, xem vận mệnh. Chính vì có thể nhìn thấu các chiều không gian. Làm bất kỳ việc gì cũng có cách cả, Mùa Bình mất một giờ đã luyện thành nhị hướng huyền công. Trong cơ thể anh có thêm một loại sức mạnh mới, tên là nhị hướng huyền lực. Điểm mấu chốt của sức mạnh này là có thể nén mọi vật thành vật thể hai chiều. Anh vươn tay chạm vào hòn đá, hòn đá ấy liền biến thành một miếng mỏng, mỏng đến mức không còn độ dày, nhưng khi nhìn từ trên xuống vẫn thấy được hình dạng hòn đá giọng nói kia đáp, thứ trong đỉnh ngọc có tên là Thái Sơ Thần Quang. Thái Sơ trước hốn nguyên, là một trạng thái nguyên thủy hơn của vũ trụ. Thái Sơ Thần Quang này vô cùng chân quý, nếu một ngày nào đó khai phá động thiên, nó sẽ có tác dụng rất diệu kỳ. Ngô Bình gật đầu, ôm quyền nhìn sáu người kia, sáu vị tiền bối, tôi đến để phá chiến trận lục hợp của các vị. Sáu người đứng đó, không nói tiếng nào. Ngô Bình cất lời, mời. Ngay tức thì, sáu người hành động, mỗi người tung ra một quyền. sức mạnh của sáu quyền này không chỉ là sáu luồng năng lượng hợp thành một, mà còn thay đổi về chất, trở nên mạnh mẽ cực kỳ. rầm, Ngô Bình ngỡ ngàng, suýt chút nữa đã sụp đổ. Anh vội vàng giải phóng quyền ấn và phù ấn, kiếm hồn chấn động, một luồng sáng thần chém về phía một trong số họ. đây là một kiếm phá thiên mà anh lĩnh hội được từ việc sử dụng phá thiên quyết. Thần hồn của một trong số họ bị nhát kiếm ấy đâm xuyên lập tức chìm vào khoảng không, sau đó chiến trận lục hợp xuất hiện kẽ hở. Anh gầm lên, vung tay thi triển nhị hướng huyền công. Sáu người cảm thấy trước mắt tối sầm lại, từng người biến thành tờ giấy rơi xuống đất. Ngô Bình Phong ấn họ vào thế giới hai chiều, không thể trốn thoát. Anh nhặt sáu mảnh giấy lên rồi hỏi, ta có thể mang đi không? Giọng nói kia đáp, không thể. Rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ tan biến. Ngô Bình hơi tiếc nuối, đặt tờ giấy xuống sải bước đến trước đỉnh ngọc nhìn thấy thái sơ thần quang bên trong anh không nói hai lời cất đỉnh vào không gian chứa đồ anh cất đỉnh ngọc vào rồi giọng nói kia vang lên số một ngươi đã vượt buổi thử luyện đầu tiên giờ ngươi có thể đi rồi hãy nhớ lấy sau khi trở thành long môn tiên quân ngươi có thể tham gia buổi thử luyện thứ hai ngô bình chắp tay đã rõ dứt lời anh thoát cái đã biến thành hình dáng của cậu Thiên Hư rồi nginh ngang rời đi. Ra khỏi cửa, con rối vô diện ấy khẽ gật đầu. Ngô Bình hỏi: vậy bây giờ Long Hồ Tiên Cảnh đã thuộc về ta? Con rối vô diện đáp: đúng vậy. Con rối vô diện nói: sau khi xuống núi, hãy gọi cậu bé Long Hồ sẽ có một cậu bé xuất hiện. Đó chính là người quản lý của Long Hồ Tiên Cảnh. Người có thể ra lệnh cho cậu bé ấy. Ngô Bình gật đầu rồi đi xuống cầu thang. Nhìn thấy anh xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc. Nhìn kìa, cậu thiên hư xuống rồi. Không hổ là thiên tài của môn phái hàng đầu. Quả nhiên đã bị hắn được lợi ích. Không biết hắn đã bước đến bậc thứ 9000 chưa? Trần Đạo Huyền cao mày, lẽ nào Ngô Bình đã thất bại? Trong sự bàn tán của mọi người, Ngô Bình người biến thành cậu thiên hư, đã bước xuống bậc thềm. Anh nhìn lướt qua mọi người, bỗng rậm chân một cái, chui xuống dưới đất rồi biến mất. Ai cũng sửng sốt, anh đi đâu vậy? Xuống dưới đất rồi, Ngô Bình mới gọi cậu bé Long Hổ. Ngay lập tức, một cậu bé khôi ngô trường 8, 9 tuổi xuất hiện, hành lễ với Ngô Bình, Long Hổ kính chào cậu chủ. Ngô Bình nói, hãy đẩy tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, ra khỏi đây, và đóng lối vào lại. Long Hổ đáp vâng. Lời vừa dứt, những người bên ngoài liền cảm thấy trời đất quay cuồng, bị một sức mạnh nào đó cuốn đi, bay ra khỏi Long Hồ Tiên cảnh và trở về Long Hồ Sơn. Sau đó họ phát hiện Long Hồ Tiên cảnh đã đóng cửa. Tùy tùng của cậu Thiên Hư ngẩn người, thế là hắn bị nhốt bên trong rồi ư? Long Hồ Tiên cảnh hiện chỉ còn Ngô Bình, lúc này, anh mới trồi lên khỏi mặt đất, lầm bẩm, Long Hồ Tiên cảnh này là vùng đất quý, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Anh hỏi cậu bé Long Hồ, Long Hồ cậu có thể biến long hổ tiên cảnh này thành một món pháp khí không gian để tôi mang theo dễ dàng hơn không? Long hổ trả lời, có thể, thưa cậu chủ, không biết cậu chủ muốn pháp khí thế nào? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, biến thành con dấu đi. Long hổ đáp, vâng. Giây tiếp theo, Ngô Bình cảm thấy đất trời hơi rung chuyển. Sau đó anh rời khỏi Long Hồ Tiên cảnh và xuất hiện trong Long Hồ Sơn. Dưới chân anh đã xuất hiện một chiếc ấn nhỏ vuông vức bên trên có khắc hai chữ cổ Long Hổ. Anh cầm ấn lên, cười nói, Long Hổ. Ẩn phát sáng, cậu bé Long Hổ xuất hiện trước mặt hắn, cậu chủ. Tôi có thể vào Long Hổ tiên cảnh bất kỳ lúc nào chứ? Long Hổ gật đầu, vâng, cậu chủ có thể vào bất cứ lúc nào. Ngô Bình rất hài lòng, bèn gật đầu bảo tốt, cậu quay về đi. Cất ấn vuông vào, anh xài bước đi đến đại điện của Long Hổ Sơn. Mới đi được vài bước, anh bỗng nghe thấy giọng tôn chỉ tinh. Long chủ ngô, anh đến Long Hổ Sơn làm gì? Ngô Bình ngoái đầu nhìn, quả nhiên là tôn chỉ tinh. Cô ấy đang giận dữ nhìn anh. Anh đáp nhẹ, tôi có hẹn với thiên sư Trương. Tôn chỉ tinh nhíu mày, cô ấy nhớ Trương Mục Tiên có mời Ngô Bình đến Long Hổ Sơn. Im lặng vài giây, cô ấy bảo, anh theo tôi. Anh đi theo tôn chỉ tinh, đến điện phụ, đến cổng điện, Trương Mục Tiên đang ngồi bên trong, có vẻ già đi rất nhiều. Cũng khó trách, Long Hổ tiên cảnh vốn được xem là niềm hy vọng giúp Long Hổ Sơn quật khởi, nay lại bất ngờ biến mất, làm sao có thể không đau lòng. Nhắc thấy Ngô Bình, Trương Mục Tiên vội đứng dậy, cậu Ngô. Ngô Bình đáp lễ, Thiên Sư Trương. Hai bên khách chủ ngồi xuống, Ngô Bình cười nói, lần trước Thiên Sư muốn bắt quỷ mẫu, được tôi khuyên can. Tôi từng hứa rằng sẽ giúp Thiên Sư luyện chế Long Hổ Kim Đan, Trương Mục Tiên vội đáp, tôi nhớ chuyện này, cậu biết phương pháp chế long hổ kim đan rồi ư. Ngô Bình nói nhẹ tênh, nếu thiên sư đã chuẩn bị dược liệu đầy đủ, tôi có thể luyện chế giúp thiên sư ngay bây giờ. Trương Mục Tiên ngạc nhiên, có thể luyện chế ngay bây giờ. Ngô Bình bảo, tôi và cậu Lý Lý Huyền Bình là bạn bè. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời, hy vọng Long Hổ Sơn có thể khiến Lý Thiên Đồ rút lui. Trương Mục Tiên hơi cao mày, cậu Ngô, về chuyện này, e là tôi không thể đồng ý. Ngô Bình nói, nếu vậy, tôi cũng không thể luyện chế Long Hổ Kim Đan giúp thiên sư. Trương Mục Tiên xứng người, suy nghĩ một lúc mới đáp, như vậy đi. Nếu cậu Ngô thật sự luyện thành Long Hổ Kim Đan, tôi sẽ cho Lý Thiên Đồ rút lui. Ngô Bình cười đáp, được. Mời đi theo tôi. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến phòng đan của Long Hổ Sơn, nhìn thấy lò thần Long Hổ. Lò đan này quả thật rất tốt, nhưng chưa đủ khiến anh thấy choáng ngợp. Vừa rửa lò, anh vừa hỏi, tôi nghe nói ở đây có long hổ tiên cảnh. Có phải Long hổ sơn có liên quan đến long hổ tiên cảnh không? Trương Mục Tiên gật đầu, năm xưa, khi tổ tiên Trương đạo lăng mộ đạo tại đây, mới biết nơi này có một long hổ tiên cảnh, nhưng chưa mở. Sau đó, nhà họ Trương của tôi đã canh giữ nơi này qua nhiều thế hệ và đặt tên cho vùng phụ cận là Long hổ sơn đáng tiếc rằng canh giữ đến hôm nay vẫn không thể lấy được nhiều thứ. Ngô Bình hỏi Thiên Sư vào đây sớm nhất, lẽ nào không có thu hoạch gì? Trương Mục Tiên thở dài, thu hoạch thật sự ở trên núi thần. Tiếc là đệ tử của tôi thật đáng thất vọng, không ai đi đến cuối cùng, còn bị người ngoài giành được lợi ích. Ngô Bình bảo, nghe nói là cậu Thiên Hư gì đấy? Hừm, người của tiên giới này thật vô lý, ngang ngược. Trương Mục Tiên nói cũng hết cách ai bảo người ta là môn phái hạng nhất. Ít lâu sau, Ngô Bình bắt đầu luyện đan, luyện chế Long Hổ Kim Đan có độ khó khá cao. Anh mất hơn một giờ mới luyện ra lò đầu tiên, đan vương phẩm, tổng cộng hai viên. Nhìn thấy hai viên Long Hổ Kim Đan, Trương Mục Tiên kích động đến mức run người, thành công rồi. Còn là vương phẩm, đan đạo của cậu Ngô thật đáng khâm phục, cảm ơn cậu. Ngô Bình cười bảo, Long Hổ Kim Đan này có thể giúp đạo căn vững chắc hơn, là thần đan hiếm có thiên sư trương cũng đừng quên chuyện đã hứa với tôi. Trương Mục Tiên vội nói, tôi lập tức cho Lý Thiên Đồ rút lui, tuyệt đối không nuốt lời. Mục đích đã đạt được, Ngô Bình nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt. Trương Mục Tiên tiến anh xuống núi, đưa mắt nhìn anh rời đi. Là anh ta ư, thấy Ngô Bình đã đi xa, tôn chỉ tinh chợt cất tiếng hỏi. Trương Mục Tiên nhẹ nhàng nói, anh vốn cũng nghi ngờ là cậu ta. Sau cùng cậu Thiên Hư đã bước ra, Chắc hẳn kẻ đó đã chết ở trong đó rồi." Tôn Chỉ Tinh cảm thán, không ngờ đan đạo của anh ta lại giỏi đến vậy. "Trương Mục Tiên bảo, đúng vậy, Long Hổ Kim Đan Vương phẩm, đến anh còn chẳng dám mơ đến." "Chỉ Tinh à, sau này Long Hổ Sơn chúng ta nhất định phải có quan hệ tốt với người này." Tuy không tình nguyện, nhưng Tôn Chỉ Tinh cũng biết Ngô Bình quá nghịch thiên. Khoan nói những cái khác, chỉ với đan thuật anh chắc chắn có thể trở thành một nhân vật đáng nể trong tương lai, ai cũng phải xu nịnh anh cả." Tôn Chỉ Tinh khẽ thở dài, hạng người này có vận khí tốt thôi." Trương Mục Tiên vừa nhìn cô ấy vừa nói, vận khí cũng là một phần của thực lực, chớ vì vậy mà khinh thường người khác." Tôn Chỉ Tinh cục mắt, không biết có nghe vào tai không nữa. Ngô Bình xuống khỏi Long Hồ Sơn, vừa trở ra đã thấy Hồng Lăng và Trần Đạo Huyền. Không ngờ hai người họ vẫn luôn chờ anh ở chân núi anh, hồng lăng chạy lại, ôm cánh tay anh mà cười ngốc nghếch, em biết ngay là anh mà. Ngô Bình cười nói, anh nhìn thấy hai người mà không dám đến nhận. Trần Đạo Huyền phất tay, ngăn che ánh sáng và âm thanh xong mới hỏi, Ngô Bình, người trên núi ấy thật sự là con à? Ngô Bình gật đầu, là con à? Cha nuôi, cậu thiên hư kia là do con giả dạng, người thật muốn giết con và đã bị con giết rồi. Trần Đạo Huyền chấn động, đoạn thở dài thời khắc sinh tử cũng không thể lo nghĩ quá nhiều siết cũng tốt ngô bình nói phía trên có nơi thử luyện mà long hổ đại đạo quân để lại con đã vượt qua buổi thử luyện đầu tiên sau khi trở thành long môn tiên quân con có thể đến tham gia buổi thứ hai hồng lăng hỏi anh à sao long hổ tiên cảnh lại đột một biến mất thế ngô bình cười đáp không biến mất chỉ bị anh cất vào thôi bây giờ anh là chủ của long hổ tiên cảnh Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, quả nhiên con là người có vận khí lớn. Sắp tới con đừng đi lung tung, ngoan ngoãn đột phá cho ta, khi nào trở thành địa tiên mới được ra ngoài. Ngô Bình gật đầu, cha nuôi nói rất phải. Khoảng thời gian này con sẽ tính tâm, thăng cấp lên nhân tiên cảnh giới tám. Trần Đạo Huyền rất vui, cha nuôi đợi tin tốt của con. Ông nhìn Hồng Lăng rồi bảo, ta đưa Hồng Lăng ra đây, chỉ bằng để con bé trở về với con đi ngô bình bỗng hỏi cha nuôi ở cảnh giới long môn bao lâu rồi ạ à? trần đạo huyền cười đáp mấy chục năm rồi mấy cảnh giới của tiên quân đều rất khó tu luyện mấy chục năm của ta vẫn còn ít đấy có người còn mắc kẹt mấy trăm năm ngô bình hỏi cha nuôi còn nhớ âm dương tạo hóa đan mà con luyện chế lần trước không trần đạo huyền giật mình ý con là con có thể luyện chế âm dương tạo hóa đan ngô bình gật đầu cha nuôi khoan về Hãy chờ con luyện một lò âm dương tạo hóa đan giúp cha nuôi thăng thành âm dương tiên quân." Trần Đạo Huyền vui mừng khôn xiết, "Ha ha, tốt lắm, con không hổ là kỳ tài đan đạo." Ngô Bình cười nói, "Cha nuôi, những cái khác con không dám chắc, nhưng có con ở đây, cha nuôi ít nhất cũng có thể làm một thần tiên." Cả ba trở về nhà, Ngô Bình lập tức mở lò luyện đan. Có kinh nghiệm lần trước, cộng thêm rất nhiều thần dược hái được ở Long Hồ Tiên Cảnh, anh bắt đầu luyện chế để bảo đảm việc luyện đan thành công, anh mở trạng thái ngộ đạo, giải phóng nhân cách tối thượng và dốc hết sức mình. Ngày trước anh luyện đan này có phần gắng gượng, song hiện giờ thực lực của anh đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, cộng thêm việc lĩnh ngộ thanh đế kinh, nên không còn gặp khó khăn nữa. Khoảng 3 giờ, lò thần âm dương bật lên, phun ra khí âm dương, bị bàn tay pháp lực của ngô bình tóm gọn, ngừng tụ thành đan khí trong lòng bàn tay. Hai tay anh kết thành một pháp quyết phức tạp và huyền bí, đan khí liên tục biến hóa, sinh ra vô số phù văn. Sau nửa khắc, đan khí tách ra làm hai, hóa thành hai viên đan dược to bằng quả nhãn, xuất hiện trong lòng bàn tay Ngô Bình, chính là âm dương tạo hóa đan. Ngô Bình đặt một viên đan dược vào tay Trần Đạo Huyền, căn cơ của cha nuôi rất vững chắc, uống đan này vào hẳn sẽ thăng cấp xuôn sẻ. Trần Đạo Huyền vừa vui mừng vừa có chút âu lo, khi đột phá cảnh giới âm dương dễ gọi âm phong dương hỏa đến, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Nếu không có người hộ pháp e là sẽ rất nguy hiểm." Ngô Bình cười nói, cha nuôi đừng lo, bên cạnh con có cao thủ hộ pháp cho cha nuôi, hơn nữa, vẫn còn có con kia mà. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Trần Đạo Huyền mới yên tâm nuốt đan dược rồi thăng cấp ở nhà Ngô Bình. Âm Dương Tạo Hóa Đan mà Ngô Bình luyện chế là đan dược đế phẩm, hiệu quả tuyệt vời, giúp Trần Đạo Huyền đột phá rất an toàn, không gặp âm phong lẫn dương hỏa bình yên bình yên vô sự đột phá lên cảnh giới âm dương. Đột phá chỉ mất 3 giờ, một khi đột phá sẽ giải phóng một luồng khí thức rất kỳ diệu, kinh động đến các tu sĩ trong phạm vi vài nghìn dặm. Một số người nhạy cảm lập tức biết được có ai đó vừa thăng lên cảnh giới âm dương. Ngô Bình lập tức lấy ra 10 viên nguyên anh đan, 1.000 viên sinh mệnh đan cho Trần Đạo Huyền uống vào để tu hành vững vàng. Anh cũng không rảnh rỗi, mấy ngày nay không ra ngoài, Chuyên tâm nghiên cứu những gì mình thu hoạch được ở Long Hồ Tiên cảnh. Những thứ anh học được từ các thiên kiêu của Long Hồ Tiên cảnh đã dẫn dắt anh rất nhiều trong con đường tìm tòi của mình. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ chính thức nghiên cứu truyền thừa Vu đạo. Vu đạo có bản chất là dùng cơ thể giao tiếp với quỷ thần trời đất, lấy được nguồn năng lượng mạnh mẽ và sử dụng nó cho mình. Vì vậy, thể chất của Vu Thường vượt xa tu sĩ tiên đạo. Vì nghiên cứu Vu đạo, anh đã tiến vào trạng thái ngộ đạo hoàn toàn và giải phóng nhân cách tối thượng. Một cách chậm rãi, anh tổng hợp và phân tích con đường tu hành mà mình đã biết như Tiên Điện Thiên Võ, Truyền Thừa Chân Võ, Thanh Đế Kinh, Âm Dương Giáo, Cực Lạc Phật Thổ, cố gắng tìm ra một con đường phù hợp hơn với mình. Điều này hiển nhiên rất khó, anh vất vả lĩnh hội hơn 10 ngày, tuy rằng có tiến bộ nhưng vẫn không tìm ra đầu mối. Sau hơn 10 ngày, Trần Đạo Huyền đã tu hành ổn định nên quay về địa tiên giới. Hồng Lăng Hiếm khi được ra ngoài, vui vẻ du ngoạn khắp nơi. Hôm nay, anh chuẩn bị ra ngoài thư giãn, bèn đến ngoại viện thuộc sơn trước. Đến ngoại viện, anh nhìn thấy vô số đình đài lầu các, lầu quỳnh điện ngọc. Vừa đến nơi, anh đã thấy Lô Mộc trực nhanh chóng ra đón tiếp, cười nói: "Cậu Lý, nơi này về cơ bản đã hoàn thành, hai ba ngày nữa là có thể dọn vào ở." Ngô Bình gật đầu lia lịa cảm ơn ông Lỗ nói đoạn anh đưa một phần đan dược cho Lỗ Mộc Trực Lỗ Mộc Trực cảm mừng cất đan dược vào rồi bảo cậu còn cần gì cứ việc dặn dò nhé Ngô Bình đáp đã rất ổn rồi anh lập tức tìm Hồng Lăng bảo cô ấy về địa tiên giới một chuyến gọi toàn bộ người tham gia xây dựng ngoại viện đến nơi này Ngô Bình vui vẻ nhàn hạ trưởng môn ở đây thì quá tốt rồi sau đó Ngô Bình bảo đám Long vệ gia nhập ngoại viện Thục Sơn. Không chỉ vậy, những người thuộc nhánh Đông Phật Tiên Sinh, Diệp Thiên Tông và đệ tử, đồ tôn của ông ấy, Dương Ngộ Bạch và Lý Long Thần, cũng nhận được lệnh của Ngô Bình, lần lượt đến gia nhập ngoại viện Thục Sơn. Ngoại viện Thục Sơn lập tức náo nhiệt hẳn lên, tối muộn, trưởng môn còn mở tiệc đãi khách. Ngô Bình uống chút rượu rồi đến tu luyện tại cung điện mà anh ở. Trong số nhiều cung điện ở đây, cung điện này là yên tĩnh nhất trong cung điện có mật thất dùng để luyện công môi trường rất tốt tối đó cuối cùng anh cũng luyện thành tầng thứ tư của hỗn nguyên thiên công ngưng tụ toàn bộ ý nghĩa di hình ý nghĩa chân ấn ý nghĩa ly đoạn ý nghĩa tuyệt đối thành phù văn ý nghĩa đóng dấu lên hỗn nguyên tiên lò những phù văn ý nghĩa này có thể giúp ý nghĩa của anh lớn mạnh hơn kích hoạt nhanh hơn hơn nữa trong tương lai gần còn có thể từ đây sinh ra thần thông ý nghĩa thần thông ý nghĩa không giống các thần thông khác Quy lực của nó mạnh hơn, người bình thường hoàn toàn không có tư cách tu luyện. Tu luyện được phù văn ý nghĩa thì trời đã hừng sáng. Anh lấy bảo sách Thiên Kiêu ra, muốn thử xem bây giờ mình xếp thứ mấy trong cảnh giới nhân vương. Ngọc bàn phát sáng, một luồng năng lượng xoay quanh người anh. Sau đó ngọc bàn phát ra một luồng sáng, trên đó xuất hiện một danh sách. Ba chữ Lý Huyền Bình bỗng xuất hiện ở top 10, xếp thứ 6 nên biết đây là bảng tổng xếp hạng của tất cả thiên kiêu chư thiên vạn giới từ xưa đến nay. Có thể bước chân vào top 10 đã chứng minh năng lực khủng khiếp của anh. Không vào được top 3, tiếc thật, anh thở dài. Đúng lúc này, anh cảm thấy ngọc bàn của mình rung chuyển điên cuồng, không ngừng có người kết bạn với anh. Ngô Bình đưa mắt nhìn đề nghị kết bạn mà sửng sốt. Ngạo Nguyệt tiên tử gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Hàn Hương tiên tử gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Ngọc Nhụy Tiên Tử gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Vô Cực Thiên Chủ gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Vô Thủy Thiên Tôn gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Giáo chủ Âm Dương gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Bạch Hồ Thiên Quân gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Thấy nhiều người muốn kết bạn với mình như vậy, Ngô Bình lập tức căng thẳng. Chuyện gì thế này, những người này muốn làm gì? Anh không biết khi mình vừa lọt vào top 10 bảng nhân vương, thông tin truyền đi đã gây chấn động chư thiên vô số thế lực siêu lớn đã huy động lực lượng truy tìm anh. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 67